Xin chào các bạn, hôm nay hãy cùng mình xem bộ phim tình cảm hình sự của Hàn Quốc nhé. Bộ phim có tên Tejiot, bí mật của tôi. Cô gái này có một cách giáo dục con rất đáng để chúng ta học tập. Cô định đưa con đi đánh răng. Cô con gái liền phản kháng, hôm qua chúng ta đánh răng rồi mà. Ồ, ý của con là hôm qua đánh răng rồi nên nay không đánh nữa phải không? Vậy thì tối qua các con ăn rồi, hôm nay các con không được ăn nữa. Hôm qua ăn đồ ăn vặt rồi thì hôm nay không thể ăn nữa. Hôm qua ăn gà rán rồi thì hôm nay không thể ăn nữa. Chỉ một câu đơn giản vậy thôi cô giải quyết xong hai đứa con. Cô gái này tên là Ezin, cô có hai đứa con sinh đôi. Cũng như bao bà mẹ nội trợ khác, mỗi sáng cô đều phải lôi kéo các con đi học. Một tay cô bế bé trai, một tay cô kéo bé gái, đưa hai con lên xe buýt. Ezin muốn chồng đỡ vất vả nên đã đi phỏng vấn tại một công ty gần nhà. Bà mẹ nội trợ này từng là sinh viên tốt nghiệp bằng xuất sắc ở trường đại học A, nhưng nhiều năm không đi làm nên không công ty nào nhận cô cả. May mắn lắm mới có một công ty đồng ý hẹn gặp cô. Khi anh giám đốc biết cô có hai đứa con liền đuổi cô ra ngoài. Cô rất kinh ngạc vì anh ta chỉ hỏi cô hai câu hỏi không liên quan rồi kết luận đánh trượt cô ư. Thì được anh giám đốc trả lời rằng ở đây tôi là chủ, thế nên anh thích hỏi gì là chuyện của anh. Anh ta không quên mỉa mai cô ở nhà nội trợ đi đi gây phiền phức cho người khác làm gì. Ezin cáo rồi, cô liền đáp trả bằng một tràng, bởi vì tôi phải trả tiền nhà, tôi phải nuôi hai đứa con. Tôi cần rất nhiều tiền, anh hiểu chứ? Anh ta không muốn cãi nhau nhiều với cô. Ezin thất vọng rời khỏi công ty, cô nhớ lại chính mình trong 5 năm nay. Cô không dám đến quán cà phê vì quá đắt tiền. Cô chỉ có thể mua cà phê vỉa hè, mỗi khi siêu thị có đợt sale. Cô sẽ là người đầu tiên xếp hàng mua đồ giảm giá. Mỗi khi ra ngoài cô mang theo hai túi sách lớn mang đồ cho các con. Cuộc sống của cô là vậy, cô chưa từng cần người khác giúp đỡ. Cô cũng chưa bao giờ oán hận. Buổi tối chồng cô đi làm về, thấy nhà cửa bừa bộn, quần áo vứt lung tung thì tức giận. Ông ta còn dẫm vào một mảnh đồ chơi của con đau điếng thì càng bực hơn. Thấy vợ đi ra ông ta bắt đầu trách mắng. Sau khi cởi tất thì vứt bẹp xuống đất. Cô ta nói ông ta vài câu thì ông lấy lý do mình đi làm mệt mỏi. Ai như cô ở nhà ngồi chơi xơi nước cả ngày. Sau đó ông ta nằm xuống xem tivi. Cô cáu lên với chồng, tôi ở nhà làm việc cả ngày, từ sáng đến tối, tôi có được nghỉ một giây phút nào không? Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, cho các con ăn. Ngày nào cũng như thế, ngày nào cũng không được nghỉ ngơi. Anh biết tôi mệt thế nào không? Thật tội nghiệp Ezin của chúng ta, vậy mà chồng không thấu hiểu cho cô. Quá tức giận Ezin quyết định bỏ đi, chồng không hề ngăn cô lại, còn nói cô đã âm mưu từ trước. Cô muốn đi khỏi nhà từ lâu lắm rồi, bạn nói xem, ông chồng này có nên đá luôn hay không? Một mình cô cùng một chiếc vali đi trên đường. Bỗng trời đổ mưa, cô chạy vào một trạm xe buýt trú mưa, có một xe buýt đang tới. Cô mở ví ra thì không thấy tiền và điện thoại của mình đâu cả. Cô ta thất vọng ngồi xuống ghế, tiếc nuối nhìn xe buýt đi qua người mình. Cô muốn lấy một cái áo khoác, nào ngờ bên trong toàn là đồ chơi trẻ con. Lúc này cô nhận ra cô đi quá vội vã nên đã lấy nhầm vali rồi. Một người đi đến khiến Ezin hoảng sợ lấy súng đồ chơi của con. Anh ta chính là hàng xóm của cô. Anh là tên biến thái bám đuôi hay sao? Cô ta chuẩn bị bắn anh. Anh ta muốn né đạn nên ngã xuống đất còn lộn một vòng. Cô ta thấy anh chật vật như vậy bật cười. Người đàn ông này thật hài hước. Anh ta cũng cạn lời. Khi chuẩn bị vào phòng anh thấy một cái ví rơi trước cửa. Nhìn thẻ căn cước mới biết là do cô đánh rơi. Đúng lúc anh thấy cô đi ra ngoài nên anh đi theo cô. Anh bảo cô về nhà chăm sóc con đi. Sau đó dắt vali giúp cô. Vừa mới bỏ nhà đã về rồi. Mất mặt quá. Người đàn ông này là ai thế? Anh ta tên là Kim Bon. Là đặc công có 102, biệt danh là Tejiot. Anh ta bị phát hiện là gián điệp nằm vùng vì để chạy trốn khỏi sự truy đuổi của tổ chức nên đã đến ở đối diện nhà cô. Cuộc sống của anh không vui vẻ và ồn ào như cô. Anh ta sống rất cảnh giác, còn lắp đặt các hệ thống tiên tiến trong phòng mình. Ezin đứng trước cửa nhà, đi đi lại lại. Do dự một lát cô mới mở cửa bước vào. Ngạc nhiên chưa? Ngôi nhà của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo đã đem đi giặt khô rồi. Cô nguôi giận, nở nụ cười mãn nguyện. Thỉnh thoảng cô phải cho ông chồng một trận chứ. Cô mệt mỏi nằm trên ghế sofa rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau, cô không thấy chồng đâu. Khi uống nước, cô phát hiện một lời nhắn của chồng. Anh xin lỗi em hãy dùng tiền này mua quần áo đi. Ezin vui vẻ, cuối cùng chồng cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Cô không biết rằng giây phút hạnh phúc sắp kết thúc. Gia đình cô chuẩn bị đối mặt với một biến cố lớn. Ông chồng Ezin đi chợ mua đồ. Khi đi ra xe để đi về thì anh vô tình thấy một vụ án mạng. Anh còn đối diện với tên hung thủ nữa nên vô cùng run rẩy. Vội lái xe ra ngoài. Anh không biết rằng tên hung thủ đã quyết tâm giết người diệt khẩu. Trên đường đi anh nhìn vào kính chiếu hậu xem có ai bán theo mình không. Anh đến trước cửa tòa nhà chung cư của mình, nghĩ rằng đã an toàn rồi. Nhưng trước khi cửa đóng lại, tên hung thủ đã đi vào. Ezin làm một bữa cơm thịnh soạn đợi chồng về, nhưng cô đợi mãi mà anh không xuất hiện. Cô liền gọi điện cho anh. Lúc này ông bảo vệ đi ngang qua thấy anh đang nằm trên mặt đất. Ông nhận điện thoại, bảo cô đến kiểm tra tình hình của chồng. Cô vội đưa chồng vào bệnh viện, nhưng đã chậm một bước. Chồng cô đã qua đời. Cô đứng hình không tin lời bác sĩ nói. Cô hoàn toàn sụp đổ, sức khỏe của chồng cô rất tốt, hôm qua hai người còn cãi nhau. Sao anh ta có thể chết được, cô lập tức muốn khám nghiệm tử thi. Lúc này tên hung thủ trình bày kết quả công việc của mình với ông chủ.
Thì ra ông chủ đứng sau việc này là anh chàng giám đốc từng phỏng vấn cô. Anh lấy vé máy bay, bảo tên hung thủ bay sang nước ngoài. Hắn nói rằng có chuyện bất ngờ xảy ra trong lúc hắn giết người, đã bị người khác nhìn thấy, hắn đã nhanh tay giết người diệt khẩu rồi. Hắn đưa địa chỉ nhà của người đó, mong anh ta sẽ đi điều tra. Sau khi từ bệnh viện trở về, Ezin bắt đầu lo hậu sự cho chồng. Cô nhờ anh hàng xóm chung con giúp mình, nhưng anh ta vừa lơ là một chút thì tên hung thủ xuất hiện. Hai đứa bé chính là mục tiêu tiếp theo của hắn. Khi hàng xóm trở về thì không thấy hai đứa bé đâu, anh ta gọi điện cho Ezin báo hai đứa trẻ mất tích. Ezin lo lắng bảo anh ta nhanh báo cảnh sát. Còn tên hung thủ đang dắt theo hai đứa trẻ đi trên đường, anh ta không biết nên ra tay ở đâu. Hội trưởng khu chung cư tụ họp mọi người lại, tìm cách giải quyết. Hai đứa bé nhà cô Ezin đã mất tích 10 phút rồi. Địa điểm là ở công viên sau trường học mẫu giáo. Hành động thôi. Trong nháy mắt, tin tức của hai đứa trẻ nhà Ezin mất tích đã chuyển đến tay mọi người. Từ từ đã, hai đứa bé này, 10 phút trước tôi thấy bọn trẻ này ở công viên. Chúng đi cùng một người đàn ông mặc áo đen. Nhưng nhìn hắn ta lạ lắm. Liên lạc với mọi người gần công viên cho tôi. Đây là ảnh của họ. Mau liên lạc với chủ căn hộ 207. Hung thủ không biết rằng hắn đã rơi vào thiên la địa võng của các bà nội trợ. Hắn ta đang đi trên đường thì thấy hai người phụ nữ đang chạy về hướng mình. Quay đầu lại, có một người phụ nữ cũng chạy về hướng này. Hắn định thay đổi đường đi. Đứng lại tên kia, mọi người đông như quân nguyên đang bao vây hắn ta. Không còn cách nào khác, hắn liền bỏ hai đứa trẻ rồi bỏ trốn. Đúng lúc này Ezin từ nhà tang lễ chạy về. Mắt cô đỏ hoe, cô ôm hai đứa trẻ vào ngực. Mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm. Kim Bon cũng vừa đi về, anh không biết rằng anh vừa xuống xe taxi thì tên hung thủ đã ngồi lên. Anh chuẩn bị về nhà thì thấy mọi người đang tụ tập rất đông. Máu hiếu kỳ nổi lên nên anh vào xem và hóng hớt. Kim Bon cũng nhìn thấy bức ảnh tên trộm. Anh giật mình dường như anh đã nhận ra điều gì đó. Về nhà anh xem lại những đầu mối mà mình thu thập được liên kết với nhau. Nhưng tại sao gia đình Ezin lại vướng vào vụ án này? Anh muốn âm thầm bảo vệ bọn họ. Sau khi chồng mất, trách nhiệm gia đình đổ hết lên người cô. Cô bắt đầu tìm công việc nuôi sống các con. Buổi sáng Ezin dậy sớm giao sữa cho mọi người trong khu chung cư. Sau đó cô làm phụ bếp trong nhà hàng. Buổi tối cô về nhà dọn dẹp nhà cửa. Buổi đêm cô trò chuyện và chăm sóc các con. Nửa đêm cô trốn trong phòng khách khóc một mình. Cuộc sống của cô sao mà khổ thế? Không biết cô phải chịu đựng đến bao giờ. Ezin đang chuẩn bị xin việc. Một cuộc điện thoại gọi đến, đó là cuộc gọi từ công ty mà cô đã tham gia phỏng vấn. Báo cô trúng tuyển trợ lý giám đốc và mời cô đến công ty ký hợp đồng. Cô không biết mục đích thật sự của anh ta. Cấp dưới của anh đã giết chết chồng cô. Anh ta sợ cô nghi ngờ về cái chết của chồng, nên đề nghị cô làm trợ lý của mình để tiện theo dõi cô mọi lúc mọi nơi. Ezin vô cùng vui vẻ ký hợp đồng. Sáng thứ tư cô có thể chính thức làm việc. Vấn đề bây giờ Ezin lo lắng là hai đứa con của cô. Ai sẽ chăm sóc chúng nó đây? Cô tìm một bảo mẫu đến chăm sóc các con, nhưng bà ta không chuyên nghiệp gì cả. Buổi đầu đi làm, bà chỉ mải chơi điện thoại. Anh chàng hàng xóm của cô là Kim Bon đã thấy tất cả. Anh nghi ngờ thân phận của bà ta nên cướp điện thoại, không ngờ lại đọc được đoạn hội thoại yêu đương vô cùng xến xúa. Đúng lúc đó Ezin đi tới, bà ta liền quyết định không làm nữa. Cô nhìn anh với ánh mắt tò mò. Nhân cơ hội này, anh chủ động đưa ra đề nghị làm bảo mẫu cho hai đứa nhỏ nhà cô. Bạn đã thấy bảo mẫu đẹp trai như vậy chưa? Nhìn anh ta không có dáng vẻ bảo mẫu gì cả. Cô dẫn anh về nhà mình. Trong lúc cô chuẩn bị cà phê, hai đứa trẻ rất có ý thức tiếp khách. Cô chỉ đưa trà, cậu em đưa kẹo, nhìn anh với đôi mắt đắm đuối. Anh biết ý đưa tay lấy cốc trà uống. Cậu em lại thắc mắc sao anh không ăn kẹo của mình. Anh ta nhíu mày nhìn cục kẹo bẩn bẩn trước mặt mình, nhìn nó kinh dị quá. Nhưng nếu mình không ăn, cậu bé sẽ rất thất vọng. Anh ta lấy cục kẹo cho vào miệng mình. Đúng lúc đó Ezin đi ra, anh vừa nuốt hết cục kẹo vào mồm. Cô nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, lần đầu tiên có người dám ăn cái này. Ngay sau đó là một màn tra hỏi kinh điển của mẹ con nhà Ezin. Mẹ đã bảo bao nhiêu lần không được nhặt đồ dưới đất cơ mà, con phải vứt vào thùng rác chứ, con nhặt nó ở đâu? Ở phòng vệ sinh à? Hay ở chuồng chó? Cái gì con nhặt nó ngoài đường á? Anh ta kinh tởm, suýt thì nôn ra, may mà anh nhịn được. Sau cùng cô xin lỗi anh và từ chối lời đề nghị giao con cho người đàn ông xa lạ. Cô cũng không hiểu tại sao anh lại muốn làm công việc này. Kim Bo nói anh cần tiền, anh sẽ chăm sóc con cô cẩn thận. Cô bắt đầu do dự, anh đề nghị được thử việc vài ngày. Vậy là anh ta thành công xâm nhập vào nội bộ nhà cô. Tên hung thủ lo lắng sự việc bại lộ nên âm thầm dùng máy nghe lén theo dõi cô. Trước khi dẫn bọn trẻ đi, anh đã tặng cô bé hình dáng dễ thương, đó chính là máy nghe lén. Nhưng anh không biết rằng cô bé rất đáng yêu và đối xử tốt với mọi người. Cô đem hình dáng của mình tặng cho rất nhiều bạn trong lớp. Vì vậy những gì anh ta nghe được là mẹ ơi, con ị xong rồi, con gái của mẹ hôm nay ị được bao nhiêu cục? Một cục thôi, sao hôm nay con đi ít thế? Ba chấm, tên hung thủ bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Hình dáng mà cô bé tặng Kim Bon cũng có máy nghe lén. Hôm nay Kim Bon dậy sớm tập thể dục, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Anh ta mới chuyển đến, sao có người đến tìm anh được? Anh lấy súng trong ngăn tủ rồi cẩn thận bước về phía cửa. Anh nhìn qua mắt mèo thì thấy ba người lạ mặt, thì ra họ là hàng xóm của anh. Họ đến tìm anh về vấn đề làm bảo mẫu. Họ phải điều tra thân phận của anh ta trước.
Nếu muốn làm bảo mẫu của hai đứa bé, anh nhất định phải vượt qua vòng phỏng vấn này. Xem ra, nếu muốn thành bảo mẫu thì anh ta còn phải học nhiều lắm. Ngày đầu tiên cô đi làm cũng không hề thuận lợi. Cô mang tiếng là trợ lý giám đốc, nhưng sếp yêu cầu cô làm những công việc vặt như pha cà phê, lau cửa kính, thậm chí còn có nhiệm vụ mua cơm trưa. Các kiến thức cô học thời đại học đều không được vận dụng. Để hoan nghênh cô đến công ty, giám đốc đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Mọi người đều tham gia nên cô nhất định phải tới. Cô vốn không muốn đi nhưng cô là nhân vật chính trong buổi tiệc. Vì thế cô gọi Kim Bon nhờ anh đón bọn trẻ giúp mình. Anh đến trước cửa chung cư đón bọn trẻ, rồi đưa tụi nó đến khu vui chơi gần đó. Anh thấy bọn trẻ chơi cầu trượt rất vui liền nhập hội với chúng, bế hai đứa cùng chơi cầu trượt. Hai đứa bé vô cùng thích thú, còn anh ta thì tuyệt vọng, biết thế không nhận cho rồi. Yeo tiến lên nói rằng nếu anh không từ chối thì bọn trẻ sẽ bắt anh làm đi làm lại cả trăm lần. Này các cháu có muốn ăn kem không? Nhìn vẻ mặt đắc ý của hàng xóm, anh nằm ngửa ra cầu trượt, tổn thọ mất thôi. Tối đó anh ấy lấy cơm mà Ezin làm sẵn để trong tủ lạnh. Điều đáng nói là cô cũng chuẩn bị cho anh một phần đồ ăn giống bọn trẻ. Bọn trẻ ăn rất ngon miệng, anh cũng ăn rất nhiệt tình. Lần đầu tiên anh có cảm giác của gia đình. Ezin gọi điện cho anh, cô nói phải đi ăn với sếp nên không thể về sớm được. Cô hỏi anh có thể trông giúp bọn trẻ cho cô không? Anh liền đồng ý. Trong lúc ăn cơm, giám đốc hỏi về chồng của cô. Cô không muốn anh ta biết chuyện nên đành nói dối là chồng đang nghỉ phép ở nhà. Tại sao lại nói dối vậy ta? Chồng cô ấy chết rồi cơ mà. Vợ chồng cô đang ở nhà. Đúng vậy, anh ấy đang ở nhà chăm con. Sau đó hai người ăn tối trong sự ngượng ngùng. Lúc này anh chàng đặc công giỏi nhất nước của chúng ta hiện nay đang xem phim hoạt hình cùng với hai đứa trẻ. Võ công cũng không phải bàn, một mình anh phải đánh với 5 người. Làm sao để anh trốn thoát được khỏi tổng cục tình báo? Bởi vì anh rất giỏi hóa trang, thay đổi thân phận. Chỉ có điều không ngờ hiện tại đặc công ấy đang làm bảo mẫu cho một phụ nữ đơn thân. Khi anh đưa bọn trẻ lên giường, cùng lúc đó Ezin trở về, cô xin lỗi anh vì đã về muộn. Khi biết bọn trẻ đã ngủ, cô vô cùng ngạc nhiên vì trước nay bọn chúng đều khó ngủ. Anh nói chắc tại bọn chúng quá mệt. Khi anh chuẩn bị đi, cô gọi anh hỏi anh có thể làm bảo mẫu chính thức không. Tôi đương nhiên đồng ý. Sáng hôm sau, cô đang lau nhà thì hội trưởng chung cư gọi cho cô. Thì ra có người mất xe đạp. Họ xem camera thì thấy chồng của Ezin xuất hiện trong đó với bộ dạng lén la lén lút đi qua đường hầm. Bộ dạng anh như có người bám theo. Bỗng có người mặc áo đen xuất hiện. Họ nhận ra rằng có thể chồng cô đã bị sát hại. Lúc này tên sát thủ đang thu dọn hành lý chuẩn bị cao chạy xa bay. Anh đã nghe hết chuyện của họ. Khi mọi người đang bàn luận xôn xao thì Yeo phát hiện Kim Bon đã biến mất. Kim Bon đã ngồi trong xe của Ezin định xem lịch trình đường đi của chồng Ezin. Anh nhìn thấy thiết bị định vị của ông ta. Sau đó anh lấy thẻ nhớ rồi bỏ đi. Lúc này mọi người đang bày mưu tính kế cho Ezin. Hội trưởng đề nghị họ có thể xem hành trình xe di chuyển. Khi họ đến bãi đỗ xe, máy tính bỗng dưng tự hoạt động. Sau đó đoạn video quan trọng bị xóa đi một cách bí ẩn. Họ vào trong xe của Ezin nhưng không thấy thẻ nhớ đâu cả. Cô cũng không phát hiện ra chồng mình đến nơi nào đặc biệt. Hàng xóm hỏi cô khi dọn đồ trong xe có phát hiện ra điều gì kỳ lạ không. Cô bỗng nhớ ra, hôm đó cô thấy vỏ hộp bánh của cửa hàng Family. Hàng xóm nói rằng tiệm bánh rất xa chung cư của họ, giá cả cũng rất đắt đỏ. Tại sao chồng cô tự dưng chạy đến đó mua bánh? Nhất định có vấn đề. Lúc này, Kim Bon đang ở nhà xem đoạn video. Hình như anh nghe thấy tiếng kêu cứu. Sau khi xem lại vài lần, anh giật mình phát hiện bí mật động trời. Lúc này, tên hung thủ cũng chạy vào xe cô muốn lấy thẻ nhớ để hủy diệt chứng cứ. Nhưng hắn không thấy gì cả. Hắn nhìn thấy bức ảnh gia đình của Ezin. Sau khi tan làm, cô đến tìm ông chủ của chồng. Ông ta nói rằng, ngày chồng cô bị giết, ông ta có hẹn với một đối tác. Điều kỳ lạ là ông đã mua quà tặng rồi nhưng chồng cô không đến gặp đối tác. Hơn nữa, dạo gần đây, áp lực của chồng cô rất lớn. Rất có thể ông ấy xảy ra chuyện trước khi gặp đối tác. Chồng cô có nói với cô về những gì ông ấy đang đối mặt không? Sau khi tạm biệt ông chủ, cô bắt đầu trách mắng bản thân. Cô nhớ lại những trận cãi nhau của họ. Cô từng mắng chồng mình không suy nghĩ cho mình. Nhưng chính cô cũng không biết nỗi khổ của chồng. Khi Ezin về nhà thì đã quá muộn. Anh ta lo lắng sự an toàn của cô nên bảo cô đừng chạy loạn vào buổi đêm. Khi anh ta định đi về thì bụng kêu lên. Từ trưa đến giờ anh chưa có thứ gì vào bụng. Anh ta đỏ hết cả mặt. Cô nhanh chóng làm cho anh một bát mì. Anh ta đói quá, ăn một cách vội vã. Tâm trạng của cô rất loạn. Cô kể cho anh nghe về chồng của mình. Từ trước đến giờ, cô chỉ ích kỷ nghĩ đến nỗi khổ của bản thân. Sau khi chồng cô chết, cô mới biết anh ta vất vả thế nào. Cô nhận ra tình yêu và hôn nhân cần có sự thông cảm và bao dung lẫn nhau. Sáng hôm sau, Ezin đã tươi cười đưa các con đi học. Biểu hiện của cô khiến Kim Bon rất đau lòng. Khi cô chạy đi làm thì các con gọi, mẹ ơi, phải hôn mũi cái đã. Đúng rồi, hôn mũi nào, cô quên mất việc quan trọng mà mình phải làm. Sau khi cô đi làm, anh ta cũng dẫn đứa trẻ đi học rồi lập tức điều tra vụ án liên quan đến chồng Ezin. Kim Bon đến phòng riêng của Bộ trưởng Bộ Công an, anh không biết rằng có một người phụ nữ đang trốn trong tủ quần áo. Hai người bắt đầu đánh nhau. Không may đèn bật lên, anh nhận ra cô gái trước mặt mình chính là đồng nghiệp Jeon. Hai người ra quán cà phê nói chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau 3 năm xa cách. Cô hỏi anh cuộc sống trong 3 năm có ổn không. Anh không giải thích nhiều, chỉ nói Bộ trưởng Bộ Công an bị người khác giết hại. Cô nở nụ cười hài lòng.
cuối cùng cũng có người nghĩ giống cô. Anh còn nói khi vụ việc xảy ra, có nhân chứng đã chứng kiến quá trình giết người. Nhưng vì Tổng cục Tình báo Quốc gia có nội gián, anh không thể nói chi tiết cho cô nghe. Anh cũng bảo cô hãy giữ bí mật buổi gặp mặt ngày hôm nay. Đã đến giờ hai đứa trẻ tan học, anh ta lấy lý do cá nhân bỏ về trước. Anh cũng cảnh cáo cô đừng đi theo mình. Anh không có thời gian cho những việc linh tinh. Cô ta lấy máy định vị ra, lấy lý do tạm biệt, dính nó lên áo của anh. Sau khi anh đi, cô gọi điện cho đồng nghiệp ở Tổng cục Tình báo, bảo anh ta theo dõi Kim Bon. Sau khi đón hai đứa trẻ, anh đưa chúng ra công viên chơi. Cô dựa theo định vị, chạy đến công viên tìm anh. Cô ta không tin vào mắt mình. Người từng là đặc công xuất sắc bây giờ lại đi trông trẻ. Chẳng lẽ anh ta bí mật cưới vợ hay sao? Lúc này, cô phát hiện hai đồng nghiệp đang bàn luận về anh. Qua lời họ, anh biết cô làm bảo mẫu. Bỗng em gái phát hiện ra hình dán trên lưng anh ta, hỏi anh có thể cho mình không. Kim Bon mở ra xem, thì ra đó là máy định vị. Anh ta quay đầu lại thì thấy Jihyun đang trốn sau gốc cây. Anh ta dán hình dán lên tay cô bé, các cháu muốn ăn kem không? Có ạ, đi thôi nào. Trong lúc bọn trẻ đang chọn kem, anh lấy hình dán trên tay cô bé dán lên tủ đựng kem. Anh dẫn bọn trẻ đi qua cửa sau. Jihyun đợi mãi không thấy anh ta ra. Cô nghĩ có chuyện không ổn xảy ra. Cô chạy vào không thấy ai cả. Máy định vị của mình cũng bị anh ta phát hiện. Lúc này Kim Bon đã đưa bọn trẻ về nhà. Cô bé lấy hình dán, dán lên bàn tay anh. Anh ta bỗng nhớ ra gì đó. Kim Bon vào phòng, lấy hình dáng em gái tặng mình, mở nó ra thì thấy máy nghe lén. Kim Bon ném nó vào ngọn lửa. Sau đó anh dắt hai đứa trẻ vào nhà đưa ảnh ra và hỏi người đàn ông này có tặng cháu hình dáng không. Cháu dán ở trong nhà không? Cháu dán ở cánh cửa ngoài. Còn tặng mấy bạn ở trường mẫu giáo nữa, cả chú nữa. Anh ta đau hết cả đầu. Xem ra nhiệm vụ của anh rất cao cả. Anh dẫn đám trẻ đến nhà bạn chúng chơi, mục đích là tìm hình dán có máy nghe lén. Nhờ sự giúp đỡ của Giel, anh dẫn theo hai đứa trẻ đến từng nhà để lấy lại hình dán. Nhà tôi thì chưa thấy đến lấy đâu, nhưng đã đến nhà cuối cùng là nhà của hội trưởng chung cư. Bà vừa uống trà vừa hỏi mục đích của anh khi đến nhà hàng xóm là gì. Có phải vì muốn tham gia tổ chức KIT của họ không? Kim Bon giật mình hỏi bà cái gì là KIT. Bà khoe rằng đó là tổ chức tình báo của khu chung cư. Mấy ngày trước khi hai đứa con của Ezin mất tích, bà đã điều động tổ chức tình báo đi tìm hai đứa trẻ. Kim Bon nói mình không muốn tham gia tổ chức KIT gì cả. Bà ta tức giận, vậy anh đến nhà hàng xóm làm gì? Chẳng lẽ anh muốn xem họ có thứ đồ gì quý giá để trộm hay sao? Bà định nhắn tin vào tổ chức tình báo để họ đề phòng anh ta. Kim Bon hoảng loạn ngăn bà lại. Không còn cách nào khác, anh xin gia nhập tổ chức KIT của bà. Khi về nhà, anh đếm những hình dán anh thu thập được. Ngoại trừ cái anh đang giữ, vẫn còn một cái không biết ở đâu. Đúng lúc này Ezin về, cô gọi anh vào phòng nói chuyện. Quả nhiên là chuyện anh dẫn hai đứa trẻ đi thăm hàng xóm. Cô nói anh nên làm quen với họ trước, sau khi thân thì mới đến nhà họ chơi. Nếu không họ sẽ nghĩ anh có ý đồ xấu. Mặc dù anh tốt bụng và giúp đỡ người khác, nhưng nếu chung cư không thích anh thì anh bắt buộc phải chuyển nhà. Anh câm nín, anh không biết phải đối xử với hàng xóm thế nào. Anh cũng không biết nên giải thích thế nào với cô. Một thùng hàng gửi đến công ty, cô vội đưa vào cho giám đốc. Anh mở thùng giấy ra, nào ngờ bên trong lại là một chiếc túi vô cùng sang trọng. Anh ta nói chiếc túi xịn sang mịn như thế này giá 100 triệu won. Cô há hết cả mồm câm nín không nói nên lời. Trên đường đi về, cô vô tình làm hư chiếc túi của mình, thì vô tình nhìn thấy có một cửa hàng túi sách mới mở ở gần nhà tên là Kinh Bắc. Nhìn những chiếc túi sách tinh xảo qua cửa kính, Ezin chìm vào trong hồi tưởng. Lúc đó cô vẫn còn đang ở cữ, chồng cô thương cô vất vả liền đưa cho cô một số tiền lớn để cô mua một chiếc túi hàng hiệu tự thưởng cho bản thân. Ezin vô cùng cảm động, nhưng đến khi thực sự đi mua, Ezin vẫn không nỡ mua túi hàng hiệu mà lấy một số tiền nhỏ ra mua một chiếc túi hàng nhái. Nhưng như vậy cũng đủ khiến Ezin vui mừng một trận rồi. Ezin nhìn chiếc túi đã hỏng trong tay, trong lòng vô cùng khó chịu. Chính vào lúc này, người trong cửa hàng cũng chú ý đến Ezin, mà bà chủ của cửa hàng này chính là Jihyun, đồng nghiệp của Kim Bon. Cô nói với Ezin những túi sách này là hàng không bán. Ezin cũng kiêu ngạo nói tôi chỉ xem mà thôi, cho dù có bán tôi cũng không mua rồi rời đi. Buổi tối khi ăn cơm, Ezin hỏi hai đứa con hôm nay chơi cái gì. Tập gym tại chỗ ạ. Hà, chơi gì cơ? Sau khi nằm sấp xuống thì cánh tay phải giữ thẳng, sau đó uốn cong lại. Làm như thế này ạ? Ezin cũng phải giờ khóc giờ cười. Xem ra để tiêu hao thể lực của hai đứa nhóc, anh chàng bảo mẫu đã phải khổ tâm làm đây. Chính vào lúc này, Ezin phát hiện ra đã để quên điện thoại ở công ty. Cô đưa hai con đến trước cửa nhà Kim Bon muốn nhờ anh trông giúp bọn trẻ. Nhưng Kim Bon lại không có ở nhà. Không còn cách nào khác, Ezin chỉ có thể đưa chúng đến công ty. Ezin nhắc chúng không được nghịch ngợm, hai con quỷ nhỏ mới không tình nguyện mà ngồi xuống ghế sofa. Ezin bắt đầu lật tìm điện thoại, nhưng cô tìm cả trong văn phòng của mình lẫn của sếp cũng không tìm thấy. Lúc này bụng Ezin đột nhiên quặn đau, cô chỉ có thể bảo hai con ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng không được đi linh tinh. Hai đứa bé rất nghe lời nhưng chúng lại đi vào văn phòng của sếp. Cậu em vui sướng ngồi lên ghế của ông chủ, một mình xoay vòng tròn. Lúc này chúng để ý thấy trên bàn có một hộp quà rất đẹp. Chúng mở hộp quà ra, bên trong thế mà lại là một chiếc túi màu trắng. Khi Ezin quay trở lại, phát hiện không thấy hai đứa trẻ đâu cả, cô hoảng hốt chạy vào văn phòng của sếp. Không, không được,
Ezin nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sốc đến bay mồm. Đây chính là chuyện tốt mà hai đứa con nghịch ngợm của mình làm ra. Ezin xông lên muốn lau sạch chiếc túi, nhưng chiếc túi đất tiền như vậy sao có thể phục hồi nguyên dạng trong chốc lát được. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của mẹ, hai đứa trẻ không nhịn được bật khóc. Bên này ông chủ mang theo điện thoại đến nhà Ezin. Anh muốn đưa điện thoại trả cho Ezin, nhưng anh gõ cửa mãi mà không có người trả lời. Kim Bon sau khi ra ngoài tập thể dục xong quay về, vừa hay gặp sếp trước cửa thang máy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chính vào lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại. Giám đốc hỏi thăm về Ezin, Kim Bon không ngừng truy hỏi lý do giám đốc đến tìm Ezin. Lạ thật đấy, sao tôi phải nói cho anh? Tôi làm việc giúp cho hàng xóm. Thì anh là kiểu giúp việc hả? Tôi là bảo mẫu nhà cô ấy. Bảo mẫu? Giám đốc hiển nhiên không thể nghĩ đến người đàn ông trước mắt lại làm bảo mẫu. Giám đốc giải thích mình là đại diện công ty Ezin. Anh cũng lấy điện thoại ra đưa nhưng Kim Bon lại tỏ ra vô cùng thù địch với anh. Lần gặp mặt đầu tiên của hai người cứ như vậy mà kết thúc trong sự không vui. Lúc này Ezin đang tuyệt vọng bế hai đứa con trên đường về nhà. Kim Bon đột nhiên xuất hiện, Ezin bị dọa giật bắn cả mình. Thấy Ezin một mình ôm một cái túi và hai đứa con, anh cũng chủ động chia sẻ gánh nặng với cô. Khi đến cửa nhà, Kim Bon đưa điện thoại cho Ezin nói với cô ông chủ ở công ty vừa mới đến đây. Ezin sợ hãi. Ông chủ thế mà lại trực tiếp tìm đến cửa nhà rồi sao? Kim Bon không hiểu sao cô lại hốt hoảng như thế. Nhưng một ông chủ có thể tự mình đến tận nhà đưa điện thoại cho nhân viên quả thật có hơi chút kỳ lạ. Ezin nhanh chóng gọi hội trưởng đến nhà. Hội trưởng là người hiểu về túi sách nhất. Nhìn chiếc túi sách đã bị làm hỏng trong tay hội trưởng cũng rất sốc. Trị giá 100 triệu won, gì cơ? Hội trưởng nói mình đã từng nhìn thấy rất nhiều chiếc túi vô cùng quý giá, nhưng loại không có tem mác mà cũng không có logo của thương hiệu nổi tiếng như chiếc túi này thì cô ta chưa từng nhìn thấy. Ezin giải thích nói đây là do một nghệ nhân nổi tiếng người Ý tự tay làm ra. Hội trưởng dường như có suy nghĩ gì đó, chị gái cầm túi sách lên kiểm tra một lượt cuối cùng. Cũng nhìn thấy một cái mác ở bên trong túi, hội trưởng bảo Ezin chụp lại cái mác và vào hộp bên ngoài. Chị nói mình có một người bạn bán túi da ở Ý có thể giúp hỏi thăm người đó. Ezin vô cùng cảm động, nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai phải đối mặt với ông chủ cô sắp sụp đổ đến nơi rồi. Ngày hôm sau ông chủ mở chiếc hộp ra, đây đúng là một bất ngờ siêu to khổng lồ mà. Ezin liên tục xin lỗi, điều ông chủ lo lắng không phải là chuyện bồi thường và giá cả. Anh tức giận tột cùng, không nói hai lời đuổi Ezin ra ngoài. Sau khi bị đuổi đi, Ezin đi đến một văn phòng môi giới nhà đất. Ezin định sẽ bán nhà của mình đi để bồi thường chiếc túi. Nhưng bên môi giới nói nếu như bán vội thì có thể sẽ bị tổn thất tầm 30 triệu won. Đối với một người mẹ đơn thân như Ezin, 30 triệu không phải là một con số nhỏ. Cô thở ngắn than dài đi ra khỏi cửa lại vừa hay gặp phải Kim Bon. Kim Bon hỏi cô đang trong thời gian làm việc sao lại xuất hiện ở đây. Lẽ nào muốn bán nhà sao? Thấy không giấu được nữa Ezin cũng kể cho Kim Bon. Nghe chuyện tốt mà hai đứa song sinh làm cho cô. Bởi vì căn hộ vẫn còn khoản vay, trừ đi những thứ đó thì mình cầm được đến tay, cũng chỉ có hơn 200 triệu won. Lại trừ thêm tiền bồi thường túi thì cô chả còn dư bao nhiêu nữa rồi. Ezin vô cùng hối hận đã đi làm ở công ty đó. Khi Kim Bon hỏi tên của công ty, biết được tên công ty Kim Bon cũng nhớ ra điều gì đó. Lúc trước khi anh truy xét sát thủ cũng truy được đến chỗ đó. Trong lòng anh không nhịn được cảm thấy nghi hoặc. Sau khi gặp Kim Bon xong, Ezin cũng tìm đến hàng xóm than thở. Cô hoàn toàn không biết giá nhập khẩu của chiếc túi này, hỏi ông chủ cũng không nói. Cô chỉ thấy có điều lạ là trong công ty có một căn phòng cấm không cho người ngoài đi vào. Có thể ở đó có manh mối, cô thử lén vào xem sao. Ezin đi về văn phòng, đi đến căn phòng bí mật kia. Đây là khóa mật mã, như nhớ ra điều gì. Ezin lấy hộp phấn ra, dặm lên bàn phím. Trên ổ khóa, cô ấy thấy chỉ có 3 con số có màu phấn bị nhạt hơn. Cô ấy hiểu rằng chắc chắn là sẽ có những con số bị lặp lại. Cô liệt kê rồi thử nghiệm từng dãy số 1. Sau những nỗ lực và công sức bỏ ra, cánh cửa đã được mở. Ôi vãi mở được thật kìa. Cô ta mở cửa rồi đi vào bên trong. Bên trong có rất nhiều những chiếc túi sách hàng hiệu. Ezin vô cùng bất ngờ. Nhìn những bảng tên tiếng Anh ở đó, cô cảm thấy tò mò. Cô lấy một cái túi sách trên kệ xuống. Bên trong chiếc túi có gắn một cái mác là một dãy số kỳ lạ. Dãy số này hoàn toàn khác so với dãy số của chiếc túi sách bị hỏng trước kia. Lấy điện thoại ra và chụp hình tất cả những dãy số có trong túi sách. Sau đó cô còn nhập vào Excel. Tuy nhiên sau khi phân tích, cô chẳng thấy nó có điểm chung gì cả. Cô càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Trong khi đó thì Kim Bon đến tìm Jeon ở tiệm túi sách Kinh Bắc. Anh đã đưa bức ảnh sát thủ cho Jeon điều tra và anh nhắc cô thông tin về công ty mà Ezin đang làm. Sau đó hai người liền đi đến nhà trưởng phòng an ninh quốc gia mới đương nhiệm theo dõi. Kỳ lạ là Kim Bon cũng thấy giám đốc của Ezin cũng ở đây. Kim Bon thấy trong tay của anh ta đang cầm cái túi sách. Anh ta nhớ lại lần Ezin khóc lóc vì phải bồi thường túi sách. Anh ta lập tức hiểu ra đây là vỏ bọc của một công ty chuyên đi hối lộ. Anh ta lập tức lo lắng cho hoàn cảnh của Ezin lúc này. Kim Bon bảo Jeon ở đây theo dõi. Sau đó anh vội vã gọi điện cho Ezin, bảo cô rời khỏi công ty kia. Anh ta sẽ lập tức qua đón cô. Ezin rất bất ngờ bởi vì khó khăn lắm cô mới tìm được một chút manh mối. Kim Bon liền nói với cô, gặp tôi đi, tôi nhớ cô rồi. Tôi muốn gặp cô chết đi được, mau nhấc cái mông lên, rõ chưa? Nhưng mà anh ta ăn nhầm thứ gì à? Cô ta tải xuống một bản Excel có tên nhiều người. Cô vừa đi ra khỏi phòng thì va phải một người đàn ông. Đột nhiên Ezin nhớ ra điều gì đó.
Hồi trước cô tới đây phỏng vấn cũng va phải một người đàn ông. Hơn nữa người đó hình như tổ chức tang lễ cùng một ngày với chồng của cô. Cô vội vã gọi lại cho Kim Bon. Cô bảo anh ta tới bên dưới chung cư của cô, đợi cô nửa tiếng. Trong khi đó cô đang đi tới nhà tổ chức tang lễ. Cô hỏi nhân viên tin tức của người đàn ông đó, Moon Sung Soo ạ, người này sao ạ? Hình như ông ấy là một quản lý cấp cao, bởi vì ông ấy được cả tổng thống tặng hoa tang, cho nên tôi nhớ rõ lắm. Eji lên mạng xác thực lại thân phận của người này. Cô rất bất ngờ khi mà khách hàng của công ty cô đều là những quan chức cấp cao. Cô đang suy nghĩ về ý nghĩa của những dòng chữ số trên túi sách. Không lẽ liên quan tới tiền sao? Ezin gọi cho Kim Bon. Cô nói với anh cô phát hiện một bí mật quan trọng. Công ty của tôi hình như có hành vi phạm pháp. Tôi đã tới nhà tang lễ tổ chức đám tang cho chồng mình rồi. Người mà trước kia tôi gặp ở công ty từng là cục trưởng cục an ninh quốc gia. Kỳ lạ là ông ta chết cùng ngày với chồng của tôi. Vậy là cô ấy phát hiện rồi. Kim Bon bảo chú ý xem xung quanh có người nào kỳ lạ không. Anh bảo cô không được nói những lời vừa rồi cho ai biết. Bây giờ hãy gọi xe để đi tới chỗ của anh mau lên. Kim Bon tắt điện thoại đi. Anh gọi cho Jeon để theo dõi công việc. Sau đó anh lại gọi lại cho Ezin. Anh hỏi cô đã đi chưa. Đột nhiên một chiếc xe đen đỗ trước mặt của Ezin. Các người làm gì thế hả? Một bọn bắt cóc lái xe tới trước mặt rồi bắt cô đi ngay giữa đường. May mắn là điện thoại vẫn chưa tắt. Kim Bon biết Ezin đang gặp nguy hiểm. Anh ta lập tức tìm cách cứu cô. Đầu tiên là anh quay về căn cứ bí mật của mình. Sau đó khoác lên mình một bộ đồ đen chất vãi lìn. Sau đó cưỡi trên con chiến mã màu xanh, vặn khóa, đạp ga và phóng. Anh hùng đã tái xuất giang hồ rồi. Chết con mẹ bọn bắt cóc. Anh ta check định vị trên xe. Thì ra anh ta sớm đã có sự đề phòng. Kim Bon luôn lo lắng cho an nguy của Ezin. Sau đó anh đã cài thiết bị theo dõi vào túi sách của cô. Ezin bị đưa tới một nhà kho và bị trói lại. Cô đang nỗ lực thoát thân, thế nhưng vô ích vì sợi dây trói quá chặt. Cô lo sợ bản thân sẽ chết mà không có ai hay. Thế thì hai đứa con của cô để lại cho ai nuôi bây giờ? Lúc này có kẻ mở cửa đi vào tiến lại gần cô. Cô ngẩng đầu lên, u là trời, hóa ra là sếp của cô. Anh ta tháo miếng bịt miệng cho cô. Anh ta hỏi cô có bất ngờ không hả bà già. Ezin lập tức giả vờ như mình không biết gì. Cô hỏi anh ta rằng cô đã làm gì sai. Anh ta lấy ghế ra và ngồi trước mặt cô. Này cô Ezin, có biết câu chuyện lòng xào dưa không? Cái vụ lòng xào dưa mà hot trên Facebook mấy tuần trước ý. Con vợ ngu ngốc sau đó bị chồng gõ cho một trận tím cả mắt, hộc máu mồm. Suy cho cùng lại thì phụ nữ các cô toàn là bọn ngu si và không biết thân biết phận. Thì ra trước đó khi Ezin đi vào trong căn phòng chứa túi sách kia, hệ thống cảnh báo đột nhập đã hiển thị trên điện thoại của anh ta. Anh ta đã theo dõi được toàn bộ. Ezin đang rất sợ hãi. Cô nói mình chỉ tò mò xem giá trị của những chiếc túi này là bao nhiêu mà thôi. Cô tưởng rằng bên trong căn phòng đó có giấy tờ nhập khẩu. Tuy nhiên anh ta không quan tâm lời giải thích của cô. Rõ ràng anh ta đã cảnh cáo cô một lần rồi. Đây là do cô ta tự chuốc họa vào thân thôi. Cô liền vội vã cầu xin và nói rằng cô sẽ nghe lời. Ông chủ hỏi cô tại sao lại lấy máy ảnh ra chụp những dòng số trong túi sách. Cô ấy liền viện cớ rằng vì cô làm thế là để hỏi hàng xóm của mình về giá cả của những chiếc túi. Tuy nhiên hàng xóm của cô nói rằng chưa từng nhìn thấy loại này. Ông chủ hỏi cô đã cho người hàng xóm đó xem tấm ảnh chưa. Ezin nói rằng tất cả những tấm ảnh đều ở trong USB của cô. Anh ta lấy túi sách của cô và lục lọi. Anh ta lấy được cái USB. Nhìn bộ dạng có vẻ như sợ hãi của Ezin, anh ta nghĩ rằng lời cô nói là thật. Có lẽ cô ta thật sự không biết bí mật gì. Lúc này Kim Bon lái con chiến mã màu xanh đi tới. Không hổ danh là đặc vụ sứ Kim Chi. Anh ta đấm vào mồm mấy thằng lính gác. Bên ngoài có tiếng động khiến giám đốc có chút lo lắng. Anh ta bảo thằng vệ sĩ của mình đi ra ngoài kiểm tra. Thằng ngu này vác con gậy ra ngoài thì thấy anh em của mình ngất con mẹ nó hết dưới đất rồi. Thằng sếp của Ezin gọi điện cho cấp dưới nhưng chẳng có ai nghe. Anh ta có chút lo lắng bảo cô thu dọn đồ đạc rồi bắt cô đi ra ngoài. Trong khi đó Kim Bon đang chuẩn bị giải cứu Ezin. Anh ta nấp ở bên cạnh. Ai ngờ anh lại thấy Ezin mở cửa đi ra. Bên ngoài có ai không? Cô nhìn thấy mấy tay bắt cóc mình nằm im lìm dưới đất. Cô nói tình hình cho ông chủ của mình. Anh ta sợ hãi chạy lên xe của mình. Ezin sợ hãi cầu xin anh ta đưa mình về nhà với. Cô nói ở cái nơi này thì làm éo gì có taxi mà gọi. Tên chủ vô tình bảo cô tự đi bộ về cũng được. Ezin không gọi được xe và phải đi bộ về nhà. Xung quanh hoang vu không một bóng người. Cô đi trên đường trong cảm giác lo sợ có một con ma xông ra. Đúng lúc này Kim Bon gọi tới cho cô. Anh ta giả vờ không biết cô bị bắt cóc. Anh hỏi cô đang ở đâu. Thật ra anh ta đang ở phía sau của cô để bảo vệ cho cô. Cô ấy đang đi bộ thì có một chiếc xe đi tới dừng trước mặt cô. Kim Bon đi tới chỗ cô. Thấy anh ta xuất hiện Ezin cũng đã yên tâm. Cuối cùng đã có người tới cứu cô rồi. Anh ta hỏi cô ổn chứ. Cô ấy nói mình sợ tới nỗi tí nữa thì đái ra quần. Kim Bon thấy hài hước phết. Sau đó anh bảo cô vào xe. Trên xe, cô nói với anh rằng cô thất nghiệp rồi. Kim Bon thì lại nói như thế càng tốt. Ezin nghe thấy thế thì không vui. Cô bị đuổi việc, anh ta không an ủi mà lại còn nói như thế. Kim Bon nói rằng không phải cảm thấy công ty này kỳ lạ lắm sao. Từ sự việc ngày hôm nay, Ezin cảm thấy đám người ở công ty này giống bọn giang hồ hơn. Cô còn suýt nữa bị bọn chúng cho ăn gậy. Cô ấy hỏi anh tại sao trước đó anh lại bảo cô phải cẩn thận người xung quanh mình, cũng như bảo cô không được nói những lời trước kia cho ai khác.
Cô cảm thấy anh như biết trước cô đang gặp nguy hiểm. Kim Bon có chút bối rối và miệng lắp bắp không trả lời được. Bộ não giàu trí tưởng tượng của Ezin liền nảy sinh một ý nghĩ. Không lẽ anh và tôi có thần giao cách cảm sao? Đúng rồi. Kim Bon cũng tắt nước theo mưa. Anh ta còn nói anh ta biết trước tương lai. Trí tưởng tượng của Ezin vượt xa khả năng của con người. Ezin không nghĩ Kim Bon có khả năng đó. Kim Bon một lần nữa nhắc nhở Ezin rằng cô phải giữ kín những chuyện ngày hôm nay xảy ra, nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm. Ezin tiếp tục lo lắng về việc tiền nong khi cô đã bị sa thải. Cô cần phải nhanh chóng tìm một công việc để còn kiếm tiền cho con đi học. Trong khi đó, sếp cũ của Ezin hỏi mấy thằng vệ sĩ của mình có nhìn rõ kẻ đã đấm bọn chúng không. Bọn vệ sĩ bị đấm tới nỗi mất trí nhớ luôn. Không nhớ sao, chúng mày nói Kame ra cũng không có à? Thì anh bảo chúng tôi đưa con nhỏ đó tới nơi không có ai biết mà. Với cả nơi đó cũng không có Kame ra xung quanh đâu. Ta nói thế thật à? Chính bản thân anh ta cũng cạn lời với chính bản thân luôn. Tên vệ sĩ nói tiếp, có một điều tôi rất là chắc chắn. Kẻ đó mạnh, rất mạnh. Sau khi Ezin bị đuổi việc, Kim Bon mang tờ rơi tuyển dụng tới cho Ezin. Bảo cô tới tiệm túi Kinh Bắc ứng tuyển. Jeon hỏi tại sao lại quan tâm Ezin như thế. Anh ta chỉ đành kể sự thật việc mình đã hại chết chồng của Ezin. Jeon biết rất bất ngờ. Kim Bon nói Jeon rằng Ezin vẫn chưa biết sự thật này. Do đó không được để cô ấy biết. Sáng hôm sau thì Ezin tới đây phỏng vấn. Cô ấy giới thiệu bản thân cũng như giới thiệu kinh nghiệm của mình. Cô tự tin có thể làm công việc này. Jeon hỏi vài câu hỏi và bảo cô để lại số điện thoại rồi về nhà đợi tin. Ezin vì muốn có công việc này, cô còn nói mình từng làm việc trong một công ty sản xuất túi xách hàng hiệu. Nghe thấy thế, Jeon tỏ ra có hứng thú. Từ từ đã, cô nói công ty đó sao? Đúng ạ. Cô đã từng xem kỹ sản phẩm của bọn họ chưa? Tất nhiên là có rồi ạ. Những cái túi đó được bán cho ai? Ezin cảm thấy kỳ lạ. Tại sao người này lại tò mò chuyện đó? Ezin cố tình tiết lộ việc cô nhìn thấy những dòng số bên trong túi xách. Jeon càng thêm bất ngờ. Cô hỏi Ezin có ảnh về nó không? Có ạ, có thể cho tôi xem không? Thế tôi có được nhận vào làm không? Ezin cũng rất thông minh, lấy điện thoại ra và giả vờ chuẩn bị rời đi có việc gấp. Cô còn nói mình còn có cuộc phỏng vấn khác nữa. Nếu Jeon không tuyển dụng cô thì cô sẽ đi tìm công ty khác. Tuần sau cô sẽ bắt đầu làm ở đây. Cảm ơn bà chủ nha. Jeon bảo Ezin đưa cho mình xem bức ảnh. Ezin hỏi có đóng bảo hiểm cho mình không? Sau khi nhận được câu trả lời, Ezin mới ngồi xuống. Cô tìm tấm ảnh trong điện thoại cho Jeon xem. Jeon thấy khá lạ lẫm. Ezin hỏi cô, chúng ta có thể ký hợp đồng chưa? Tôi còn biết nhiều dòng số khác nữa. Mau lấy hợp đồng ra đây. Ezin vô cùng phấn khích. Trong khi đó, Kim Bon đang chơi với hai đứa nhỏ ở nhà. Ezin vui mừng trở về nói cô được nhận vào làm rồi. Để chúc mừng cô, Kim Bon đưa cô và hai đứa bé đi ăn đồ ăn nhanh. Bọn trẻ rất thích ăn những thứ này. Anh ta ân cần chăm sóc bọn nhóc. Bốn người vô cùng vui vẻ. Bọn họ ăn xong còn cùng nhau đi siêu thị. Biết bọn trẻ thích uống sữa, Kim Bon bỏ mấy lọ vào trong giỏ. Ezin cũng biết ơn anh ta giúp đỡ mình nhiều lần. Cô mua một chai rượu vang cho anh. Trong khi đó thì hai đứa bé đang nhìn bể cá. Bọn nhóc muốn mẹ của chúng mua cho chúng mấy con cá này. Ezin nói muốn mua cá thì phải mua luôn cả cái bể đó. Cô ấy còn nói nếu mua cá về thì sẽ không có chỗ để trong nhà. Cô con gái nói có thể đặt lên giường của mình. Ezin không đồng ý yêu cầu mua cá của con. Cô kéo bọn nhóc đi nhưng cậu bé không chịu. Thấy mẹ định bỏ đi, hai đứa trẻ ngồi xuống đất dãy đành đạch. Anh không nỡ khiến đám trẻ buồn, vì vậy anh mua cả bể cá đem về nhà mình. Thấy dáng vẻ thích thú của các con, cô cảm thấy rất khó xử. Cô nói anh không cần phải sủng ái bọn trẻ như vậy, nhưng anh chàng rất cứng miệng. Anh nói từ lâu đã muốn mua bể cá về trang trí nhà rồi. Anh ta đã nghiện còn ngại, thích cô và bọn trẻ lắm nhưng cứ giả vờ lạnh lùng thôi. Cô nhìn xung quanh ngôi nhà, khen nhà anh thật sạch sẽ, có rất ít đồ dùng cá nhân, không gian rất rộng rãi và thoáng mát. Cô hỏi anh đang theo đuổi phong cách tối giản đúng không? Anh không biết nên giải thích thế nào. Cô vô cùng tự nhiên đi xung quanh căn nhà. Khi vào phòng bếp, cô càng thêm kinh ngạc. Cô hỏi anh có thường nấu cơm trong nhà không? Cũng thỉnh thoảng. À, vậy hả? Bỗng bọn trẻ lại làm ầm lên. Mẹ ơi, nhà chú sạch quá. Cô ta không muốn các con gây rối trong nhà nên quát bọn trẻ. Nhưng chúng không hề nghe lời. Ba mẹ con chạy xung quanh căn nhà. Kim Bon đứng yên nhìn ba mẹ con. Sau khi họ xuất hiện, căn nhà yên tĩnh của anh có chút sinh khí. Sau khi ba mẹ con về nhà, anh ta ngồi đăm chiêu nhìn ngắm bể cá. Dường như từ khi làm bảo mẫu của hai đứa trẻ, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều. Sáng hôm sau, cô đến công ty mới làm việc. Cô gặp Juho thì chào hỏi rất nhiệt tình, nhưng anh ta nhìn đồng hồ rồi đáp lại cô với vẻ mặt cau có. Anh nói cô đến sớm 5 phút, lần sau chỉ cần cô đến đúng giờ là được. Cô ta đứng hình mất 5 giây, lần đầu tiên cô gặp quản lý kỳ lạ như vậy. Nhưng cô đi vào phòng lấy rẻ lau rồi nói mình đến sớm để dọn dẹp cửa hàng. Khi cô đang lau dọn thì có một vị khách bước vào. Cô tươi cười chào hỏi vị khách, nhưng thái độ của Juho khiến cô ngạc nhiên. Chúng tôi mở cửa lúc 10 giờ, mong quý khách quay lại sau. Cô vội vàng cầm túi sách đưa cho bà rồi bảo bà đứng trước gương ngắm. Thật là mệt mỏi, cửa hàng này buôn bán thật sao? Cô tò mò sao mãi chưa phá sản. Sau khi vị khách đi, cô sắp xếp lại túi sách trên giá. Cô thở dài, sao nhân viên ở đây ít thế? Hình như có mỗi cô là nhân viên bán hàng thôi. Vậy yên tĩnh hơn, càng tốt.
Không được là một nhân viên có tâm, chúng ta phải nghĩ đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Nếu như cửa hàng vẫn nợ thì bà chủ không có tiền trả lương cho chúng ta. Jahu bật cười khúc khích, lo xa quá. Lúc này Jun hẹn gặp người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia. Cô ta đưa cho ông thông tin của Ezin. Đây chính là vợ của nhân chứng. Ông ta rất tức giận. Ông ta muốn thông tin của nhân chứng. Đưa cho ông thông tin của vợ nhân chứng làm gì? Cô nói nhân chứng đã bị diệt khẩu. Cô muốn điều tra đầu mối từ Ezin. Ông ta gật đầu, bảo cô nhất định phải giữ bí mật. Lúc này anh giám đốc quay lại văn phòng làm việc. Anh ta ngồi xuống nơi làm việc cũ của thì thấy sổ mà cô Ezin bỏ quên. Cô ghi hết những gì anh ta thích bên trong cuốn sổ. Thì ra cô làm việc có tâm như vậy. Sau khi tan làm, anh ta hẹn gặp Ezin, hỏi cô tối hôm đó về nhà an toàn không. Ezin nở nụ cười gượng gạo, may mà nhờ ơn anh. Anh ta mặt dày khen ngợi cô, nếu cô bị vứt bỏ ngoài đảo hoang, anh tin cô vẫn tự mình bơi vào bờ. Lời khen của anh khiến cô nở mày nở mặt. Anh nói mình có thể cho cô cơ hội quay về công ty làm việc, nhưng cô đã từ chối vì tìm được công việc khác rồi. Lúc này ba người nhóm Kim Bon đang tổng kết về cuộc điều tra về công ty của anh chàng giám đốc kia. Bỗng tiếng còi vang lên inh ỏi, mấy bà thím này đang là gì vậy? Mấy bà hàng xóm đột nhập vào căn cứ bí mật của cơ quan tình báo quốc gia. Ba người dí mặt vào màn hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hàng xóm nói công việc nào của cô cũng có vấn đề, cửa hàng thời trang này quá ít khách. Hôm nay cô mời hàng xóm đến đây vì có chuyện nhờ giúp đỡ. Hội trưởng đưa cho cô một chiếc túi thời thượng bảo cô đeo vào. Sau đó họ còn giúp cô tạo dáng. Họ còn vô cùng chuyên nghiệp, chuẩn bị giấy phản quang chụp ảnh cho đẹp. Ba người đứng sau màn hình rất bối rối, họ đang làm trò hề gì trong cửa hàng vậy? Hình như họ đang chụp ảnh quảng cáo. Chụp hình xong, hội trưởng cũng muốn chụp vài tấm hình. Bà tin rằng phong thái tranh xả của mình sẽ thu hút được rất nhiều khách. Sau khi chụp ảnh với túi sách, sau đó họ đăng lên trang cá nhân, tích cực làm công tác marketing cho cửa hàng. Đúng là những người hàng xóm nhiệt tình, Ezin vô cùng may mắn khi có họ giúp đỡ. Sáng hôm sau có rất nhiều người ghé thăm cửa hàng. Từ sáng đến trưa, khách hàng ra vào nườm nượp, Ezin bận rộn tiếp khách, nhưng có người vui, có người mặt mày ủ rũ. Tôi cảm thấy mình điên rồi, tôi cảm thấy rất bất lực, sao cô ta lại nhiệt tình như vậy? Đúng là kỳ lạ, Kim Bon đang ngồi ghế đá, ngắm nhìn cửa hàng. Anh không ngờ rằng Ezin lại nhiệt tình và yêu thích công việc như vậy, anh cảm thấy rất khâm phục cô. Anh quay về nhà, chăm sóc hai đứa trẻ song sinh. Bọn chúng đang ngắm nhìn lũ cá với ánh mắt thích thú. Chúng tranh nhau đặt tên cho cá, nhưng đến con cá cuối cùng chúng lại bí quá. Hỏi ý kiến của Kim Bon, một đặc công nhanh nhẹn như anh cũng không biết nên đặt tên là gì. Cô bé nói hãy đặt tên là Uncle, đó cũng có nghĩa là chú trong tiếng Anh. Đúng lúc này, anh nhận được tin nhắn của Jiaeun nói Ezin thật sự quá tài giỏi, cô ta bán hết túi sách trong cửa hàng chỉ trong một ngày. Anh ta nở nụ cười vui vẻ. Bọn trẻ hỏi tại sao anh lại cười. Bình thường ở nhà mẹ các cháu giỏi nhất là gì? Quát to, gọi điện cầu nhau với bà ngoại, lau nhà, phơi quần áo, ăn đồ ăn thừa, nấu cơm. Buổi tối anh đến sảnh khu chung cư, đợi cô tan làm về. Khi anh chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng gọi của cô. Cô hỏi anh đang đợi mình đúng không? Kim Bon không muốn thừa nhận nên lấy lý do đổ rác, tình cờ gặp cô thôi. Cô nhớ đến công sức của anh khi giúp cô chăm sóc bọn trẻ. Cô cúi đầu cảm ơn. Cô còn tặng anh một món quà nhỏ. Anh ta mở ra thì thấy một chiếc ví rất xinh xắn. Cô nói trước khi túi sách trong cửa hàng bị bán hết, cô đã mua một cái tặng anh và đã bỏ tiền lương vào đây, đi trên đường không sợ bị đánh rơi nữa. Cô cảm ơn anh đã chăm sóc con cô rất chu đáo. Nhờ có anh mà cô có thể yên tâm làm việc. Anh rất cảm động với món quà của cô. Sáng hôm sau khi Kim Bon đang kiểm tra thông tin mạng tình báo thì phát hiện ra Ezin là mục tiêu tiếp theo cần trừ khử. Anh vội vàng lao ra bến xe buýt trước chung cư. Nhìn thấy Ezin đang cùng các mẹ ở khu chung cư đưa con thì học thì anh đỡ lo phần nào. Nhưng bản năng nghề nghiệp khiến anh nhìn xung quanh các tòa nhà. Kim Bon thấy trên tầng có vật sáng. Anh phát hiện trên khu chung cư có sát thủ. Ký ức về người bạn gái cũ bị sát hại hiện lên trong đầu anh. Không được, anh ta lao ra và ôm lấy tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Anh quay lại nhìn vị trí của sát thủ. Hóa ra tia sáng chiếu ra chỉ là do gương của một con mẹ đang trang điểm. Lúc này Ezin chưa hiểu gì và mở to mắt ra nhìn Kim Bon. Thấy Kim Bon vẫn cứ ngơ ngác, cô ấy chỉ đành luồn lách ra khỏi cơ thể của anh. Hàng xóm vội vã hỏi Kim Bon rằng anh làm gì thế. Bọn họ còn khen hành động xoáy ca vừa rồi của anh rất giống như hành động của một anh hùng cứu người mình yêu. Khi Ezin vẫn đang còn rất nhiều câu hỏi và định đuổi theo Kim Bon thì hội trưởng gọi cô lại. Chúng ta phải mở một cuộc họp khẩn cấp thôi. Ba người đưa Ezin tới một căn phòng. Ánh mắt của bọn họ nhìn Ezin một cách nghi ngờ. Bọn họ hỏi có phải không? Lập tức Ezin phủ nhận. Hội trưởng tiếp tục hỏi nếu không thì tại sao sáng sớm ra đã chạy tới ôm cô. Đã thế lại còn trước mặt mọi người. Ezin cho rằng cô cũng cảm thấy Kim Bon có vấn đề. Anh ấy được dạy vào cùng một thời điểm, sau đó thì đi tập thể dục. Có vẻ như anh ấy thích dậy sớm. Sau đó anh ấy chỉ mua sữa đậu ở cửa tiệm bánh bao. Có phải anh ấy thích uống sữa đậu nành Fami không? Kim Bon quay về phòng và ngồi. Anh suy nghĩ lại tình huống vừa rồi. Anh bồi hồi và cảm thấy mọi chuyện không bình thường. Anh ta đọc tài liệu trên máy tính. Tại sao bức hình này lại đột nhiên xuất hiện trong khu họ sống? Trong khi đó màn hình của giám đốc cũng có bức hình đó. Lúc này Ezin đang đi làm. Cửa tiệm từ khi có Ezin, cửa tiệm làm ăn rất tốt. Bọn họ đang nhập và bày trí những mẫu mã mới. Ai cũng khen vì có Ezin nên mới bán được hàng.
Ezin rất tự hào về bản thân, tuy nhiên đó đơn giản là việc cô phải làm mà thôi. Như vậy thì bà chủ cũng kiếm được tiền, cô cũng sẽ có việc làm và thu nhập. Cô không hề biết rằng bọn họ không kiếm tiền bởi việc bán túi. Cô xếp bọn túi xách lên kệ. Ai ngờ đang thu xếp mấy cái túi thì vô tình kích hoạt cơ quan bí mật. Ezin định điều chỉnh lại bức ảnh, Zuho vội vã ngăn cản, anh ta nhanh chóng bảo Ezin làm việc khác. Jion gọi Ezin ra ngồi đối diện mình. Cô hỏi trước kia làm ở công ty cũ còn nhìn thấy những dòng số nào khác không? Ta thì mỗi một dòng số trong mỗi túi sách đều khác nhau. Không giống nhau sao? Đọc cho tôi. Đọc gì cơ? Đọc mấy dãy số đó cho tôi. Bà chủ yêu quý của tôi ơi, tôi làm sao mà nhớ nổi? Cô không nhớ sao? Cô không chém gió tôi đấy chứ? No, no, tôi chém gió cô làm gì? Tôi chỉ nói là tôi thấy những dòng số đó. Tôi không có nói tôi học thuộc lòng nó. Lời của Ezin nói ra cũng không hẳn là vô lý. Ezin hỏi Jion tại sao muốn biết những dòng số đó làm gì. Cô nói đây là sở thích của cô mà thôi. Cô nói cô thích nghiên cứu những con số để đánh lô đề. Sau đó Jion bảo Ezin đi mua cơm về cho bọn họ. Ezin vừa đi chưa bao lâu thì thằng sếp cũ lại tới tìm cô. Hàng xóm của Ezin nhìn thấy anh ta, tại sao ông chủ cũ của lại tới đây? Bạn đã thấy thằng sếp cũ nào phiền phức như này chưa? Sếp cũ tới chỗ làm hiện nay của Ezin, Jion khá là bất ngờ khi thấy anh ta. Cô lập tức liên lạc cho Kim Bon. Trong khi đó hàng xóm của Ezin cũng đi theo và giả vờ muốn xem túi. Cô ta lập tức báo tin này cho cả xóm biết. Những hàng xóm kia nhận được tin, Ezin cũng nhận được tin nhắn của họ. Cô há hốc mồm miệng vì bất ngờ. Kim Bon cũng trở về căn cứ mật của mình để theo dõi. Jion nói Ezin đang ra ngoài có chuyện riêng. Anh sếp cứ làm như đây là nhà của mình. Anh ta ngồi xuống ghế sofa. Anh ta hỏi Jion trả tiền lương cho Ezin bao nhiêu một tháng. Anh ta cũng hỏi cô nhập khẩu mấy cái túi này ở đâu. Jion nói đây là bí mật thương trường và phải bảo mật. Bọn họ ai? Ai cũng đang rất hồi hộp. Anh sếp nghi ngờ những người này nhận ra nghi điểm của công ty anh ta. Do đó anh ta tới đây để thám thính. Anh ta còn hỏi ý nghĩa của tên cửa tiệm này là gì. Điều này khiến Jion càng thêm bất ngờ. Anh ta không muốn mọi người biết anh ta tới đây là để níu kéo Ezin. Anh ta gọi Zuho tới gần mình. Nếu cậu bán được túi cho cửa hàng, cậu có được thử không? Có chứ. Ok. Vậy thì mau đóng gói tất cả túi sách của các người lại cho tôi. Bọn họ bất ngờ khi anh ta nói muốn mua hết hàng. Cô gái hàng xóm cũng gửi tin nhắn vào nhóm chat. Ezin lúc này cũng quay lại cửa hàng. Cô kéo thằng sếp ra quán cà phê. Cô hỏi tại sao anh ta lại muốn mua túi sách. Anh ta nói anh ta chỉ là lo lắng cho nhân viên cũ thôi và muốn nhân viên kiếm được một số tiền kha khá. Thấy lời giải thích này thật quái lạ, càng nghĩ càng thấy tức. Kim Bon cũng có rất nhiều những câu hỏi chưa giải thích được. Anh và những đồng đội của mình lập tức họp mặt từ những hành động của anh sếp vừa rồi. Có vẻ như anh ta chưa nhận ra bọn họ là tổ chức điệp viên. Có thể anh ta chỉ muốn tiếp cận Ezin, trong khi đó những camera chạy bằng cơm trong khu Ezin sống cũng đang gặp mặt nhau. Bọn họ cho rằng ông chủ này thích Ezin bởi vì chỉ cần nhìn hành động mua hết cả cửa hàng là biết. Ezin chào anh chàng giám đốc ra về, nhưng anh ta lại gọi cô và mời cô lên xe. Tại sao tôi phải lên xe? Tại vì anh ta đang không biết ăn trưa món gì nên mới đi cả đoạn đường đến hỏi cô thư ký mình đã sa thải xem trưa nay nên ăn món gì. Rồi anh lại mời Ezin chọn vài cái túi anh vừa mua vì anh thấy mình mua nhiều quá. Đúng lúc này Kim Bon đi đến rủ Ezin đi ăn trưa. Anh giám đốc tiện thể mở lời rủ hai người đi ăn chung. Không cần Ezin đồng ý, Kim Bon đã chốt kèo. Trên bàn ăn, Kim Bon dò hỏi mục đích mà anh giám đốc đến đây. Nhưng anh chàng giám đốc cũng quách tĩnh lắm viện ngay lý do đến gặp Ezin để xem chỗ làm mới của cô như thế nào. Công việc mới có tốt không mà lại từ chối lời đề nghị quay về làm cho công ty của anh ta. Ezin trả lời dứt khoát không đến công ty của giám đốc cũ làm việc nữa, sau đó đưa đĩa thức ăn cho Kim Bon mời anh ăn. Anh chàng giám đốc thấy mình bị phân biệt đối xử thì bức xúc thắc mắc tại sao mình không có thức ăn. Kim Bon thấy vậy nhanh chóng xoay thức ăn về hướng anh chàng giám đốc, không cho Ezin lấy cho anh ta nữa. Sau đó nhanh tay lấy kéo cắt thức ăn cho anh, động tác rất chuyên nghiệp. Điều đó khiến giám đốc đưa ra một câu thán phục. Tôi biết vì sao anh lại làm việc trông trẻ rồi, rất chuyên nghiệp. Lợi dụng điều đó, Kim Bon vội lang xê mình ngoài trông trẻ còn có thể làm những công việc khác nữa, nên xin được ứng tuyển chức vụ thư ký thay cho Ezin ở cơ quan anh giám đốc. Bất ngờ chưa? Anh chàng giám đốc thì thắc mắc không biết Kim Bon đang âm mưu gì trong đầu, còn Kim Bon cũng qua đó biết được rằng gã giám đốc này đến vì một âm mưu khác. Chỉ có cô nàng Ezin nhà ta lo lắng mất đi anh chàng bảo mẫu chuyên nghiệp mà thôi. Trên đường về, anh chàng giám đốc sai tài xế điều tra về anh chàng bảo mẫu nhà Ezin xem có gì đáng nghi không. Buổi tối Kim Bon mệt bở hơi tai sau một ngày vật lộn với bọn trẻ, anh nằm vật xuống ghế nghỉ ngơi. Bỗng anh trai chạy đến gọi Kim Bon dậy, nói chị gái vô cùng kỳ lạ. Hai chú cháu chạy vào phòng thì thấy em gái mặt đầy mồ hôi, có vẻ rất đau đớn. Anh hỏi bé gái có chỗ nào không ổn không. Chỗ này của cháu rất đau. Chỗ này sao? À, đau quá. Chú ơi, cháu đau bụng quá. Viêm ruột thừa. Anh ta vội mang hai đứa bé vào bệnh viện. Một tay anh bế em gái, một tay anh kéo bé trai. Đúng lúc đó ba người gặp Ezin đang trên đường về nhà. Cậu bé nhanh chân nhào vào lòng mẹ. Anh cũng không kịp giải thích cho cô, chỉ vội vàng lao vào bệnh viện. Cô cũng hốt hoảng chạy theo. Sau khi bác sĩ kiểm tra, mọi người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bác sĩ chỉ vào máu trắng trên kết quả siêu âm. Đây là cái gì? Là phân. Dạ,
Tình huống này rất hay xảy ra, nếu đã đến bệnh viện rồi thì đưa bé vào nhà vệ sinh đi. Sau khi về nhà, nhớ chú ý đến thói quen ăn uống của trẻ. Dạ vâng, em gái xấu hổ chỉ muốn đội quần lên đầu. Cô bé rất ngoan ngoãn, luôn miệng nói cảm ơn bác sĩ. Sau khi cô bé nghỉ ngơi, hai người ra ngoài nói chuyện. Cô cảm ơn anh vì đã giúp cô chăm sóc hai đứa trẻ. Cô hỏi anh cả ngày trông trẻ, có phải anh cũng rất mệt mỏi không? Nhưng anh lắc đầu, nói không sao. Cô rất bất mãn với cách trả lời của anh. Tại sao lúc nào anh cũng nói không sao? Mệt là mệt, buồn là buồn, khó chịu là khó chịu. Anh có thể trung thực hơn được không? Từ trước đến nay tôi đều sống như vậy. Tôi mệt quen rồi. Anh ta nhắc nhở cô phải cẩn thận ông chủ ngày trước. Cô không biết gì về anh ta cả. Cho dù anh ta đối xử với cô tốt nhưng cô đừng quên chuyện anh ta từng trói cô. Cô bảo anh hãy yên tâm, dù cô cũng không biết gì về Kim Bon cả. Nhưng cô luôn cảm thấy anh là người đáng tin cậy. Anh cho người ta cảm giác rằng anh sẽ không bao giờ nói dối. Cảm ơn cô. Lúc này, Jiyeon đang trên đường về nhà thì cảm nhận có người đang đi theo mình. Cô giả vờ đi lên cầu thang, ngắm nghía tình hình xung quanh. Sau khi xác định vị trí của anh ta, cô bất ngờ lao ra, đạp anh ta ngã xuống đất, cô cho anh vài cú. Đau đớn không đứng dậy được, cô nhìn bức ảnh trong điện thoại. Đó không phải là Ezin hay sao? Cô gọi cho Kim Bon và Jo-hu vào căn cứ bí mật rồi kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Cô nói ngày trước cục trưởng từng yêu cầu cô điều tra thân phận của Ezin, nên cô đã đưa tài liệu của mình cho cục trưởng. Cô muốn thử độ an toàn của cơ quan cảnh báo, nên viết địa chỉ nhà cô trên tài liệu. Cô ta không ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn đã có vấn đề xảy ra. Cô nói đây là bí mật tối cao, cô chỉ báo cáo thông tin cho cục trưởng biết mà thôi. Nhất định trong cơ quan có nội gián, nghe lén cuộc nói chuyện của cô và cục trưởng và làm lộ tin tức. Kim Bon nói bí mật của anh cho họ nghe, câu chuyện xảy ra hơn 3 năm trước, trong một lần chạy trốn kẻ thù. Anh ta đã phát hiện nút áo cỏ ba lá trên người chúng. Sau khi tỉnh lại, anh bị bắt lại và nhốt trong căn phòng bí mật. Người đàn bà này vô cùng độc ác, bà ta hành hạ anh và yêu cầu anh nhận tội. Anh vô tình nhìn thấy nút áo hình cỏ ba lá trên áo bà ta. Anh ta dùng chút sức cuối cùng, cố gắng chạy trốn ra ngoài. Sau đó anh đi khắp nơi tìm nguồn gốc của nút áo cỏ ba lá. Anh nghĩ rằng đám người giết chết bạn gái cũ của anh và nhất định có liên quan đến nhau. Khu vực này và cỏ ba lá có liên quan gì đến nhau? Còn sát thủ cũng xuất hiện ở gần đó, tức là chúng ta có thể tìm đầu mối ở đó ư? Bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn 100%, nhưng tôi tin rằng có chuyện mờ ám xảy ra. Jo-hu đưa ra đề nghị, từ nay về sau anh sẽ để ý từng người trong khu chung cư, thu hẹp phạm vi điều tra. Lúc này ở cơ quan tình báo quốc gia, Giang Siêu biết tin tài liệu của Ezin đều là giả. Bà ta vô cùng tức giận nhưng cũng cảm thấy nghi ngờ. Tại sao lại đưa tài liệu giả? Có phải cô ta cố tình giăng bẫy không? Sau khi Jiyeon đến phòng khách bảo Ezin tan làm thì giám đốc cũ gọi điện đến hẹn gặp. Anh giám đốc thông báo cho Ezin một tân giật gân về bảo mẫu của mình. Ezin vô cùng ngạc nhiên, cô không thể tin rằng bảo mẫu mà mình tin tưởng nhất lại là người đã 6 lần ăn trộm. Chiếc túi sách mà anh tặng cô cũng là chiếc mà cửa hàng đã đánh mất mấy hôm trước. Cô giật mình nhìn anh chằm chằm. Bỗng điện thoại của anh rung lên, người gọi điện chính là sếp mới của Ezin. Sau khi đi nghe điện thoại xong, anh định đi ra, cô vội gọi anh Quang Dông Nam. Kim Bon giật mình quay lại. Ezin bất ngờ trước phản ứng của Kim Bon nên lùi về sau một bước. Cô hỏi thân phận thật sự của anh là gì. Anh nói nhất định cô đã hiểu lầm rồi, anh cũng xin lỗi cô, anh không cố tình nói dối cô. Lúc này, cô mới hiểu thì ra anh ta thật sự có chuyện gì đó giấu giếm cô. Không còn cách nào khác, Kim Bon đành nói 3 phần thật, 7 phần giả. Anh nói tên thật của mình là Kim Bon, tên hay gọi là Quang Dông Nam. Anh và Jiyeon là bạn bè, một tháng trước họ gặp lại nhau, lúc này anh mới biết Jiyeon mở cửa hàng. Đúng lúc cô ta muốn tìm nhân viên nên anh đã giới thiệu cho cô. Ezin rất bối rối, cô không biết mình có nên tin anh không. Kim Bon thất vọng quay về căn cứ bí mật, Jiyeon thấy thế thì ngạc nhiên, hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra. Anh nói Ezin đã nghi ngờ và không tin tưởng anh nữa, nhưng vì tình huống nguy hiểm, anh không thể nói thân phận thật sự của mình cho cô biết. Anh rất bất ngờ, tại sao cô lại biết anh đã từng ăn trộm 6 lần. Điều tra được thông tin này không phải là điều dễ dàng. Jiyeon an ủi anh ta, họ làm công việc này, một vài hành vi ăn trộm là điều không tránh khỏi. Nhưng tâm trạng của anh vẫn rất tệ, anh ta thở dài một hơi rồi nhắm mắt, ngã xuống ghế nghỉ ngơi. Jiyeon nhắc nhở anh ta không được nảy sinh tình cảm với Ezin. Anh còn nhớ chuyện 3 năm trước không? Nếu anh không khống chế được cảm xúc, anh không thể hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có thể bị thương. Cô càng nói càng kích động, còn anh ta vẫn rất thản nhiên. Cô ta tức giận bỏ về. Sau khi cô ta đi, anh nhớ lại những kỷ niệm của mình và bạn gái cũ. Khi đó, họ rất vui vẻ và hạnh phúc. Em đợi anh hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hai chúng ta sẽ cùng đến Paris xinh đẹp được không? Được, nhưng cuối cùng anh không thể bảo vệ bạn gái của mình. Về nhà anh thấy cả cảnh mà hai anh em song sinh đã tặng anh. Anh mua cho chúng một chiếc thảm mới để chúng có thể thoải mái chạy nhảy trong nhà, mà không sợ trượt chân ngã. Anh còn mua cho chúng kệ sách và tủ đựng đồ chơi mới. Đó là do anh và Ezin cùng bài trí trong nhà. Nhờ sự xuất hiện của cô và hai đứa bé, căn phòng của anh đã có hơi ấm và tràn ngập tiếng cười. Con trai mang đến rất nhiều ô tô và robot. Chị gái mang đến rất nhiều búp bê. Anh ta thở dài nằm vật xuống thảm. Anh cảm thấy vừa chua xót vừa tiếc nuối. Anh ta muốn khoảnh khắc hạnh phúc này kéo dài mãi mãi,
còn Ezin cũng cả đêm không ngủ được. Cô thức đến 5 giờ sáng, cô chạy ra phòng khách, xem động tĩnh căn nhà đối diện. Nhưng nó im lìm, không có tiếng động gì cả. Cô rất thất vọng quay về phòng ngủ. Dù trời mưa hay trời nắng, anh ta đều đến đúng giờ, anh ta bị mình dọa sợ rồi sao? Sáng hôm sau, cô gặp hội trưởng mong bà giúp mình tìm người có thể đưa bọn trẻ về nhà sau khi tan học. Bà rất ngạc nhiên, lẽ nào không làm nữa sao? Cô cũng không giải thích nhiều, cô ta nhờ bà giúp đỡ rồi bỏ đi. Sau đó, cô đến cửa hàng làm việc. Jeon gọi cô ra nói chuyện, nói rằng Kim Bon không cố tình lừa dối cô. Mong cô hãy tha lỗi cho anh ta. Thưa sếp, người bạn của cô, anh ta tên thật là Wang Dong Nam hay Kim Bon? Cô nhớ rằng anh từng nói mình tên thật là Kim Bon, chẳng lẽ anh chàng này không đáng tin thật hay sao? Vì vậy Ezin và Kim Bon hẹn gặp ở quán cà phê. Cô đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Mặc dù cô rất tin tưởng anh, nhưng sau khi nói chuyện với Jeon sáng nay, cô không thể tin anh được nữa. Từ nay về sau, anh không còn là bảo mẫu của con tôi nữa. Kim Bon không ngờ mọi chuyện sẽ có kết cục như vậy, nhưng cuối cùng anh tôn trọng ý kiến của cô. Anh cũng xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho cô. Anh nói khoảng thời gian ở cùng hai đứa trẻ, anh cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Giang Siêu Sai thuộc hạ điều tra thân phận của Ezin. Nhìn thấy những bức hình của cô và anh hàng xóm, bà có chút nghi ngờ. Thuộc hạ nói cô đang làm việc ở cửa hàng bán túi sách. Sáng hôm sau, bà đến cửa hàng tìm cô, nhưng Ezin có việc đi ra ngoài. Cô ta nhờ hội trưởng trong cửa hàng giúp mình. Giang Siêu bước vào cửa hàng nói mình muốn tìm Ezin. Trong lúc chờ đợi, Giang Siêu biết được rất nhiều tin tức về Ezin nhờ có mấy vị hàng xóm thích buôn chuyện. Đúng lúc đó, Ezin bước vào, cô cảm thấy rất kinh ngạc vì mọi người tụ tập đông đủ. Giang Siêu muốn nói chuyện riêng với Ezin, bà đuổi khéo mọi người đi. Hội trưởng rất bất bình, họ cung cấp cho bà nhiều thông tin tình báo như vậy, thế mà họ không biết bà tên thật là gì. Như vậy thật không công bằng, không còn cách nào khác, bà ta lấy danh thiếp của mình ra đưa cho hội trưởng. Vì chưa tìm được bảo mẫu nên việc đón trẻ lại được giao cho Jiao. Nhưng anh mới lơ là một phút lại không thấy bọn trẻ đâu nữa. Đúng lúc này, anh nhận được điện thoại của Kim Bon. Thì ra sau khi ra ngoài, hai đứa trẻ chạy đến cửa phòng Kim Bon. Tiếng chuông cửa khiến anh giật hết cả mình. Theo bản năng của một đặc công, anh ta cầm theo khẩu súng, từ từ nhẹ nhàng tiến đến cửa nhìn qua mắt mèo như không thấy ai cả. Anh ta rất ngạc nhiên, hai bọn trẻ không đợi được nữa, một lần nữa gõ cửa rồi lớn tiếng gọi. Chú ơi, chú mở cửa cho bọn cháu đi. Nhìn hai đứa trẻ ăn kem ngon lành, Kim Bon nói chuyện mình không đón hai đứa được nữa. Hai đứa trẻ liền hỏi tại sao không đón chúng nữa. Có phải vì chúng tè ra quần hay vì chúng đòi ăn kem quá nhiều? Kim Bon nhẹ nhàng nói không phải, nhưng anh không thể giải thích gì thêm. Jiao cũng đến nhà Kim Bon. Anh ta thấy trong nhà toàn đồ chơi trẻ em. Anh thở dài một hơi không ngờ tin đồn anh ta và Ezin ở cùng nhau là thật. Sau đó anh ta kể sáng nay có một vị phu nhân đến cửa hàng tìm Ezin còn muốn lôi kéo cô về công ty của mình. Vị phu nhân kia tên là gì? Công ty Jordan, bà ta tên là Giang Siêu. Kim Bon nghe xong tên hoảng hốt đứng bật dậy. Bên này Giang Siêu đang ở cửa hàng quan sát tình hình. Khách hàng ra vào khá đông khiến bà nghi ngờ thông tin tình báo của mình có sai ở đâu không. Nếu đây chỉ là cửa hàng che mắt của tổ chức mật vụ thì tại sao lại có nhiều khách hàng như vậy? Ezin lại cung cấp cho bà thêm một thông tin vô cùng hữu ích, đó là họ đang có chương trình giảm giá trong chuỗi một hệ thống nên khách hàng mới đến đông như vậy. Điều đó càng làm cho Giang Siêu thấy cửa hàng này giống như một cửa hàng bán túi bình thường. Đúng lúc này Jo Hu đến cửa hàng, anh phát hiện ra Giang Siêu đang ở trong cửa hàng thì vội vàng báo cho Jeon. Bà Giang Siêu lợi dụng cơ hội hỏi dò Ezin về cửa hàng và cách thức hoạt động tổ chức. Ezin cũng rất thận trọng để trả lời các câu hỏi của bà. Bà nói mình hứng thú với cô nên đến chiêu mộ cô về công ty. Thấy Ezin nói về yêu cầu của mình với công ty, nếu bà đáp ứng được cô sẽ nhảy việc ngay. Giang Siêu càng cảm thấy có lẽ mình tìm sai người rồi, liền đứng lên nghe điện thoại và muốn rời đi. Nhưng Ezin lại không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt nên chạy theo nói mình có thể đi làm ngay vào ngày mai. Điều đó khiến bà ta không nói nên lời. Kim Bon nhận được thông báo chạy đến, đúng lúc bà Giang Siêu đi ra ngoài, anh vội trốn sau bụi cây quan sát. Cảnh này vừa hay bị Ezin nhìn thấy cô lùa theo nhưng anh đã mất dạng. Tối đó trong lúc ăn bánh cùng hội trưởng, Ezin biết được một thông tin bà Giang Siêu vô cùng đáng nghi, vì bà ta đến thuê cô nhưng lại chỉ hỏi về chồng quá cố của Ezin, những nơi cô đã làm việc, còn số điện thoại trên danh thiếp thì không ai bắt máy, tên công ty nhưng không có kết quả. Qua vụ việc bà Giang Siêu đi đến cửa hàng, Jeon khẳng định báo cáo mình gửi cục trưởng đã bị bà ta đọc được. Thật may là hai người họ không có ở cửa hàng, và để an toàn cho Ezin, cô sẽ cho Ezin nghỉ việc. Kim Bon đưa một tờ danh thiếp của anh chàng giám đốc cho Jo Hu bảo anh kiểm tra dấu vân tay của hắn, vì anh nghi ngờ trong tay của hắn có tài liệu về vụ ám sát cục trưởng quá cố và lá bài bí ẩn chỉ tọa độ kia. Anh còn nghi ngờ anh giám đốc này cũng đang sử dụng một thân phận giả giống như anh. Sáng hôm sau Ezin quay lại cửa hàng thì thấy có thư gửi cho cửa hàng. Đó là hóa đơn thanh toán tiền điện. Nhìn thấy hóa đơn tiền điện thì vô cùng giật mình, 2.500.000 won. Chả nhẽ có Hà Mã đang ăn điện ở cửa hàng sao? Để điều tra sự thật về cửa hàng tối kinh bắc kia, Ezin đã bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của quản lý. Cô mua bột giả quang rắc ở cửa ra vào. Rồi cô khéo léo cắt một tờ giấy giấu ở cửa khi quản lý và Jo Hu vào trong cửa hàng. Đến tối cô quay lại, tờ giấy vẫn còn nguyên. Điều đó chứng tỏ hai người họ chưa từng rời đi. Trong khi đèn cửa hàng đã tắt, cô nghi ngờ có một không gian khác trong cửa hàng.
vì thế liền mở cửa vào kiểm tra. Cùng lúc đó đèn báo động dưới tầng hầm vang lên làm kinh động ba người bên dưới. Ba người quan sát vào màn hình, chỉ thấy Ezin đang tiến vào cửa, cô đi đến cầu giao điện tổng và tắt cái tạch, cả tầng hầm tối om. Trong khi dưới tầng không biết tình hình bên trên như thế nào, thì Ezin đã lợi dụng dấu vết giày của quản lý và đi đến bức ảnh treo trên tường. Cô nhớ lại lời Jahu từng nói cuối hành lang dẫn đến một nơi khác. Cô khó khăn lắm với quay được bức ảnh thì một cánh cửa mở ra khiến cô giật mình. Một cầu thang sâu hun hút, tối om khiến cô hoảng sợ. Khi điện dự phòng được bật, các thiết bị được khởi động lại, cả ba người đang chăm chú nhìn vào màn hình tìm kiếm Ezin thì cô bất ngờ xuất hiện. Cô hoang mang hoảng loạn về những gì mình vừa khám phá ra. Kimbo nhanh chóng đi đến ôm cô vào lòng, bịt mắt cô lại và ra hiệu cho Jeon cùng Juho cất tài liệu. Sau đó anh đưa cô ra ngoài nói chuyện. Kimbo không biết mở lời như thế nào để giải thích cho Ezin hiểu. Nhưng Ezin lại như chút được gánh nặng nên cô liền nói ra nỗi lòng của mình. Cô rất vui vì anh không phải là người xấu. Kimbo chỉ đành nói cho Ezin biết cửa hàng này là trụ sở ngụy trang cho chiến dịch tình báo mật và yêu cầu cô giữ bí mật. Giờ thì những điều thắc mắc trong lòng của cô đã được giải đáp. Jeon thuê cô vì cô làm việc cho anh giám đốc kia, mà vì anh giám đốc có điều mờ ám nên Kimbo đi theo bảo vệ cô. Anh cũng thú nhận với cô lúc đầu anh trông trẻ giúp cô lúc đầu là có ý đồ nhưng qua thời gian tiếp xúc thì anh thật sự rất có cảm tình với bọn trẻ. Cô vẫn muốn ở lại đây làm việc, nhưng Kimbo nhất quyết không đồng ý vì sợ cô gặp nhiều nguy hiểm. Sáng hôm sau, Jeon gặp Ezin và đề nghị cô vẫn đi làm ở cửa hàng và nói cho cô biết công ty của giám đốc cũ là nơi chuyển giao tiền bẩn để hối lộ cho những vị cấp cao và đề nghị cô làm người cung cấp tin cho cục tình báo. Vì để phục vụ cho công việc, tối đó Ezin nhắn tin cho Kimbo nhờ anh tập lái xe cho mình. Quả nhiên cô có thiên phú trời ban, cô đã làm cho anh chàng tình báo siêu sao nhất Hàn Quốc một phen thót tim không dám ngồi lần hai. Khi thoát khỏi chuyến xe đau tim đó, anh đã vội vàng đi ăn kem để lấy lại bình tĩnh. Trong khi ăn, anh hỏi cô vì sao lại muốn tập lái xe. Ezin bèn nói đến chuyện Jeon đề nghị mình làm người cung cấp tin cho cục tình báo. Anh tức giận gọi điện cho Jeon trách cứ. Điều đó khiến Ezin cảm thấy người mệt mỏi nhất không phải là mình, mà chính là Kimbo. Vì vậy cô khẳng khái nói với anh yên tâm tôi sẽ bảo vệ anh. Nghe được câu này, Kimbo thấy ấm áp trong lòng đến lạ kỳ. Thế là anh chàng điệp viên lại quay về với công việc bảo mẫu hàng ngày của mình cùng với hai đứa trẻ, còn Ezin bắt đầu với công việc người cung cấp tin của mình. Nhưng liệu họ có được yên bình đến vậy? Hãy cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo của phim nhé! Tối đó khi Ezin trên đường đi về, một bóng đen đi theo phía sau cô. Nhận ra được nguy hiểm, Ezin vội vàng bỏ chạy. Cô nhanh chóng chạy vào một cửa hàng tiện lợi và gọi điện cho Kimbo thông báo tình hình. Hóa ra đó là bài thử nghiệm mà Kimbo thực hành với cô. Bên này anh chàng giám đốc đã lấy được thông tin về hai mật vụ Jeon và Juho. Nhưng tổ chức lại nghi ngờ anh về việc làm lộ thông tin về dãy số có trên những chiếc túi, nên đã sai sát thủ đến ám sát anh ta. Tuy nhiên anh chàng giám đốc của chúng ta vẫn may mắn né được một phát đạn của sát thủ và chạy taxi bỏ trốn kịp thời. Giám đốc lại lần nữa bắt Ezin, lấy tính mạng của cô uy hiếp Jeon và Juho đến văn phòng của anh lấy đồng hồ cát. Nếu trong vòng 1 giờ không lấy được nó, thì anh sẽ giết chết Ezin. Kimbo nhận thông tin liền quay về nhà lấy súng rồi lái xe đến công ty của giám đốc. Anh không biết rằng khi anh bước vào công ty có người đã phát hiện hành tung của anh. Người theo dõi báo tin cho Giang Siêu, bà ta sai người đến giết Kimbo. Anh ta mở tung cánh cửa nhưng tên sát thủ đã bỏ chạy. Anh nhìn quanh căn phòng bừa bộn, tìm thấy đồng hồ cát mà giám đốc cần. Anh cất nó vào túi, chuẩn bị chạy trốn. Bỗng Jo-hu gọi điện cho anh, bảo anh chạy trốn ngay lập tức. Phát hiện mọi chuyện bất ổn, anh nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng mấy tên sát thủ đã chặn đường anh. Anh đành quay ngược về phía sau, không còn đường chạy trốn, anh nhảy xuống từ cầu thang tầng 3, lăn một vòng rồi tiếp đất an toàn. Đúng là đặc công số 1 Hàn Quốc có khác, dù vậy anh vẫn không thoát khỏi bọn sát thủ. Có một nhóm người áo đen chặn đường anh ở hành lang. Anh đấu tay đôi với chúng, ngón võ của anh vô cùng tài tình, chỉ vài phút sau 5 tên sát thủ đã ngã xuống đất. Anh chạy xuống tầng hầm, nhảy lên xe bỏ chạy. Đám sát thủ vẫn không bỏ qua cho anh. Xui xẻo thế nào anh ta bị Giang Siêu phát hiện. Bà ta yêu cầu tài xế quay xe đuổi theo Kimbo, không được để mất dấu. Một cuộc đua xe diễn ra trên đường cao tốc Hàn Quốc. Nhưng Kimbo chỉ có một mình, anh không thể thoát khỏi hàng chục chiếc xe đang đuổi theo mình. Không còn cách nào khác, anh dừng xe lại thản nhiên bước xuống xe. Sau một thời gian chơi trò mèo vờn chuột với Giang Siêu, anh và bà ta chính thức đối mặt nhau. Xin chào mừng đã quay trở lại ngày Kimbo, chạy trốn mệt mỏi lắm đúng không? Bởi vì tôi còn việc cần làm, hãy đợi tôi một thời gian. Sau khi tôi hoàn thành, tôi sẽ đến tìm bà. Khi anh và bà ta đang nói chuyện, anh phát hiện tên sát thủ trà trộn vào đám người. Bà ta ra lệnh đặc công bắt anh nhanh chân nhảy xuống sông. Không may anh đã bị trúng một bên vai. Cùng lúc với Kimbo đến lấy đồng hồ cắt thì Ezin tỉnh lại, thấy mình bị trói cô ta sợ hết hồn. Giám đốc khuyên cô đừng kích động, đợi anh ta lấy được thứ mình muốn, anh sẽ thả cô đi. Một giây sau Jeon xuất hiện sau lưng anh ta sợ hãi giơ hai tay lên, từ từ lùi về phía sau. Nhân lúc Jeon lo lắng cho Ezin, anh ta đẩy cô rồi bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được vài bước, anh ta bị Jeon đập một cú ngã xuống đất. Sau khi cứu được Ezin, họ dù liên lạc với Jeon báo địa điểm Kimbo. Khi hai người vừa đến cầu, thì thấy Kimbo đang đối mặt với một đám người. Họ tận mắt chứng kiến anh bị bắn, rồi nhảy xuống sông. Mọi người vô cùng bất ngờ khi anh ta làm liều như vậy. Giang Siêu yêu cầu thuộc hạ xuống nước tìm anh ta.
Ji-eun và Ae-jin lái xe đến ven sông, rồi nhảy xuống xe. Giám đốc nhìn theo bóng dáng họ, lấy chìa khóa trong túi, tháo còng tay. Ae-jin không do dự nhảy xuống, cô như một nàng tiên cá với kỹ năng bơi lội đỉnh cao. Cuối cùng cô đã tìm thấy Kim Bon. Anh yên tâm tôi sẽ bảo vệ anh, thế thì tôi phải cảm ơn cô rồi. Cô đưa anh về nhà mình, sau đó mời bác sĩ Tư về khám cho anh. Bác sĩ nói rằng anh ta chỉ bị thương ngoài da, không có gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng phải trông coi anh thật kỹ, không được để anh sốt. Sau khi tiễn bác sĩ, Ae-jin lấy đồng hồ cắt từ tay bọn trẻ. Bọn trẻ vô cùng ngoan ngoãn, chúng hỏi thăm tình hình của Kim Bon. Sau đó chúng chạy vào phòng ngắm anh ngủ. Ae-jin nói cô đi mua đồ, chúng ở nhà không được chạy loạn. Nhưng cô vừa đóng cửa, chúng chạy đến gần giường. Chúng đóng giả làm bác sĩ, trông vô cùng chuyên nghiệp. Em trai bắt mạch cho Kim Bon, còn chị gái kiểm tra nhịp tim của bệnh nhân. Hãy nhìn những đứa trẻ này đi, trông chúng rất có tương lai đấy. Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên, hai bé tưởng mẹ đã về nhà, chị gái bảo em hãy chăm sóc chú, còn mình ra mở cửa. Nhưng cô bé không mở cửa ngay, xin hỏi ai vậy ạ? Bạn nhỏ dễ thương ơi, mẹ cháu có ở nhà không? Đừng bao giờ mở cửa cho người lạ, hãy nhìn người đàn bà này đi. Bà ta nhân lúc Ae-jin không có nhà đóng giả làm bạn của Ae-jin dụ dỗ cô bé mở cửa cho mình. Mở một chút thôi cô bé đáng yêu của ta. Đúng lúc đó Ae-jin trở về, cô thấy hai người lạ đang đứng trước cửa nhà thì vô cùng sợ hãi. Nhưng cô giả vờ trấn tĩnh, cô hỏi Giang Siêu đến đây có chuyện gì. Bà ta cũng không nói vòng vo hỏi cô có quen một người đàn ông tên là Kim Bon không. Người cô đổ đầy mồ hôi nhưng cô không ngu đến mức thừa nhận. Nào ngờ bà ta còn uy hiếp cô, nếu cô dám nói dối tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao cô cũng là mẹ của hai đứa con, cô giả vờ ngây thơ. Lẽ nào bà muốn tôi gia nhập công ty bà là giả sao? Tại sao bà đến nhà cô hỏi về một người đàn ông mà cô không biết? Cô bảo bà mau chóng rời khỏi nhà cô, nhưng bà ta không đi, còn lén nhìn mật khẩu. Bà còn chưa đi sao tôi báo cảnh sát bây giờ. Cô nhìn chằm chằm bà biến mất sau thang máy, cánh cửa vừa đóng cô ngã vật xuống đất, cô thật sự quá sợ hãi. Kim Bon đứng trong nhà nghe thấy tiếng bước chân rời đi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ae-jin mở cửa ra, bước vào nhà cô ta vừa ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt toàn hình dáng của anh thì run rẩy ngã xuống đất. Cô ta quá tuyệt vọng, cô hỏi tình hình sức khỏe của anh, nhìn khuôn mặt tấu hề của anh, cô suýt phì cười. Cô bảo anh hãy về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối Kim Bon gọi điện cho Ji-eun, hỏi cô đã điều tra về đồng hồ cắt chưa. Cô nói trong đồng hồ cắt có một lỗ USB, nhưng bên trong không có gì cả. Anh nói trong lúc đối mặt với đám người Giang Siêu, anh nhìn thấy tên sát thủ. Anh chắc chắn tên sát thủ có quan hệ với đám người trong cơ quan tình báo. Anh nhắc cô nên chú ý an toàn, đồng thời cảm ơn cô vì đã cứu mạng mình. Nhưng cô nói người cứu anh không phải là cô mà là Ae-jin. Trong lúc ăn cơm, anh cảm ơn cô vì đã cứu mình, anh nợ cô một mạng. Anh không cần cảm ơn tôi, anh hãy nhớ lại xem khi tôi lạc đường anh đã tìm thấy tôi. Khi con gái bị bệnh anh đã đem con bé đến bệnh viện, vì vậy mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau. Mấy đứa trẻ cũng vô cùng hiểu chuyện, một đứa bưng nước, một đứa bưng đồ ăn quan tâm bệnh nhân đang ốm. Anh ta vô cùng cảm động, có Ae-jin và hai đứa trẻ làm bạn, anh không hề cảm thấy cô đơn nữa. Sau khi ăn xong anh đứng lên nói mình phải về nhà, nhưng cô lập tức ngăn cản anh lại. Cô nói anh chưa hoàn toàn hồi phục, anh hãy ở nhà cô. Sứ mệnh cao cả của cô là chăm sóc anh cho đến khi anh khỏi hẳn. Anh ta cảm động không biết nên khóc hay nên cười. Anh nói mình có thể tự chăm sóc cho mình. Không được, vậy thì chúng tôi sẽ theo anh về. Chiến binh nghe lệnh đi lấy đồ. Vâng ạ, hai đứa bé chạy vào phòng lấy hành lý. Cô bảo anh hãy yên tâm, họ sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi. Sau khi về nhà, hai đứa bé ngoan ngoãn chơi ngoài phòng khách, còn cô ở trong bếp nấu cơm. Thấy khung cảnh ấm cúng như vậy, anh ta nở nụ cười. Tất cả giống như một giấc mơ. Sáng hôm sau, hai đứa trẻ ngoan ngoãn chào anh chuẩn bị đi học. Trước khi hai cháu đi, chú có thể hôn hai cháu được không? Được ạ. Thơm thơm, cái mũi cháu thích nhất là thơm mũi. Không khí có chút ngượng ngùng, cô bảo anh hãy ở nhà nghỉ ngơi, cô đi một lúc rồi về. Sau khi cô về nhà, đang chuẩn bị dọn tủ lạnh thì phát hiện lời nhắn mà anh để lại. Tôi phải ra ngoài có việc, cô hãy giúp tôi thông báo cho hai bé. Cô nhất định phải nghe lời tôi, khi gặp nguy hiểm nhất định phải bỏ chạy. Mật khẩu là 1031, làm phiền cô cho cá ăn giúp tôi. Anh ta đang bị thương mà chạy đi đâu không biết. Cô đến phòng khách, căn phòng vô cùng sạch sẽ, đồ đạc cất dọn gọn gàng. Cô lại vào phòng ngủ, anh ta đi vội đến nỗi điện thoại cũng để quên. Cô đến cửa hàng túi sách tìm Ji-eun. Cô rất tức giận với hành động của Kim Bon. Chẳng lẽ anh ta vẫn luôn như vậy sao? Bỏ đi không lời từ biệt. Ji-eun giải thích rằng anh ta sợ sự tồn tại của mình sẽ gây nguy hiểm cho cô. Cô ta còn kể cho Ae-jin nghe về bạn gái cũ. Anh ta không bảo vệ được bạn gái, cảm giác mất đi người yêu thương rất đau khổ. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh ta bị truy đuổi, bạn gái cũng đỡ đạn cho anh ta nên chết. Cô ta là tiến sĩ viện khoa học, vô cùng giỏi, vì chuyện này mà anh ta rất tự trách. Anh ta luôn cho rằng bạn gái vì mình mà chết, nếu không thay anh đỡ một viên đạn. Bây giờ cô đã có một cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ, Ae-jin và hai đứa trẻ rất quan trọng với anh ta. Kim Bon trốn trong căn cứ bí mật của mình, lý do anh ta rời đi đúng như Ji-eun nói, đó là do anh sợ mình sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. Sáng nay, khi Ae-jin và hai đứa trẻ chưa thức dậy, anh dùng ống nhòm quan sát xung quanh. Bỗng anh thấy mấy tên áo đen lén la lén lút như trộm chó. Anh ta dùng mình,
anh không thể để cô và hai đứa trẻ gặp nguy hiểm. Sáng hôm sau, cô ta mở cửa ra lấy sữa trước cửa nhà, bỗng cô phát hiện một viên kẹo sữa. Cô biết đó là Kim Bon, cô biết anh ta đã quay lại đây. Cô chạy ra hành lang nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu cả. Cô muốn thông báo cho anh biết mình đã nhận được tin tức, vì thế cô đặt một túi nước hoa quả. Mấy ngày sau, hai người đều dùng cách thức này liên lạc với nhau. Kim Bon mở tivi khắp nơi đều là tin tức của giám đốc. Thời sự đưa tin anh ta giết chết trợ lý của mình rồi bỏ trốn. Lúc này, ba người cũng nhận được tin tức. Yahoo cho rằng nếu tên đầu sỏ công khai đưa tin của tay giám đốc lên truyền thông, chứng tỏ anh ta đã bỏ chạy. Họ nhất định phải tìm ra anh ta trước tên đầu sỏ. Anh chàng giám đốc sau khi chạy thoát khỏi nhóm Jin-eun, đã 3 ngày, 3 đêm chưa được ăn cơm. Anh ta nhìn cô gái đang ăn với vẻ mặt đau khổ, liền đợi các cô rời đi liền cầm thức ăn thừa cho vào mồm nhai như chết đói. Anh ta đang chạy trốn đám sát thủ. Nào ngờ bọn sát thủ đã tìm đến nơi này. Anh ta vội chạy đến bãi rác, tìm kiếm vài chiếc quần rách dưới mặc để cải trang. Sau đó anh ta tự tin hóa thành anh chàng ăn mày đẹp trai. Buổi tối vừa tan làm, Ezin đang trên đường về nhà, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Cô vội bước nhanh hơn nhưng người đằng sau vẫn theo sát cô. Cô đang định bỏ chạy thì bị tên theo dõi kéo vào một góc tối. Cô chuẩn bị hét lên cầu cứu khi nhận ra người đó là giám đốc. Trông anh ta tàn tạ không chịu nổi. Cô ta chưa kịp nói gì thì anh ta quỳ xuống đất. Anh ta biết mình tạo nghiệp nhưng luật quả báo đến nhanh quá. Anh cầu xin cô hãy cứu mình. Anh ta cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng thôi. Cô bảo anh hãy đi cùng mình đến cửa hàng túi sách. Nhóm người riêng cũng đang tìm anh ta khắp nơi, nhưng người duy nhất là anh tin tưởng chỉ có Kim Bon. Anh nhờ cô giúp mình liên lạc với Kim Bon, nhưng Ezin rất khó xử. Anh ta đưa một tờ giấy nhờ cô đưa cho Kim Bon. Sau đó anh ta đội mũ lên chuẩn bị xuống gầm cầu ngủ. Ezin gọi anh lại, còn đưa cho anh vài đồng tiền lẻ. Anh ta vô cùng cảm động. Anh ta đối xử với cô như vậy mà cô vẫn giúp đỡ anh. Tôi nhất định sẽ trả ơn cô. Buổi tối cô để tờ giấy trong túi vải rau sữa, Kim Bon thuận lợi nhận được tình báo. Tay giám đốc lén la lén lút đến công viên nhưng đợi mãi mà không thấy Kim Bon xuất hiện, anh ta rất sốt ruột. Anh đến bốt điện thoại công cộng, gọi điện cho Ezin hỏi bao lâu nữa Kim Bon mới xuất hiện. Anh ta vừa sợ sát thủ vừa sợ ma, chân bủn rủn không đứng vững, cô nói. Còn 3 phút nữa Kim Bon mới đến, bảo anh hãy kiên nhẫn một chút, đàn ông con trai gì mà yếu bóng vía. Anh ta cầu xin cô đừng ngắt máy, không cần nói gì, chỉ cần đợi cùng anh là được. Đúng lúc này, đôi mắt, cú vọ của anh nhìn thấy một bảo vệ đang tiến về nơi này. Anh ta đội mũ lên lẩn tránh ánh mắt của tên bảo vệ. Nhưng anh ta không biết rằng bảo vệ là do tên sát thủ hóa trang thành. Anh ta còn chưa kịp chạy thì đã bị sát thủ đâm vài nhát dao. Đúng lúc này, Kim Bon xuất hiện, anh ta vội vàng chạy tới đỡ tên giám đốc, hắn ta yếu ớt nắm chặt tay. Kim Bon mong anh hãy giúp mình, anh yên tâm. Dù chỉ có một mình tôi cũng không để anh chết. Sau đó anh đưa tay giám đốc đến bệnh viện phụ sản. Bác sĩ nói rằng anh ta mất máu quá nhiều, vết thương không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ đã chuyển máu cho anh ta rồi. Bác sĩ đã dọn dẹp căn phòng dưới tầng hầm, như vậy sẽ không có người khác đến quấy rối. Kim Bon hỏi anh ta hôm qua có chuyện gì muốn nói với mình. Mục đích của tên giám đốc là bảo vệ tính mạng của mình. Kim Bon hỏi tên đầu sỏ là ai, hắn ta muốn làm gì, nhưng giám đốc không trả lời. Anh ta sẽ nói tất cả mọi chuyện với Kim Bon với điều kiện là Kim Bon phải tìm một nơi trú thân an toàn cho anh ta. Đúng lúc này, bác sĩ vào phòng bệnh muốn kiểm tra vết thương cho anh. Kim Bon muốn nhân cơ hội này dạy dỗ giang tay một trận, ăn mày còn đòi ăn xôi gấc. Xin anh hãy làm nhanh một chút để anh ta ra đi trong thanh thản. Anh cứ yên tâm, tay nghề của tôi điêu luyện lắm. Người anh em, anh đi đâu đấy? Anh ta vừa đi ra ngoài, tiếng kêu như lợn bị chọc tiết vang lên khắp hành lang. Nhưng Kim Bon nghe được tiếng chụp ảnh, anh trở nên cảnh giác. Lẽ nào nơi trú ẩn bị phát hiện? Anh vội chạy ra sảnh nhưng không có ai ở đây cả. Lẽ nào anh ta gặp ảo giác? Lúc này Giang Siêu cũng nhận được tình báo. Tên sát thủ nói trong khu chung cư có một tổ chức rất khủng bố, đừng động vào mấy người đàn bà rắc rối ấy, rút lui đi, nếu không mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Vâng ạ, sau khi đuổi mấy tên áo đen ra khỏi khu chung cư, hội trưởng đến cửa hàng túi sách tìm Ezin buôn chuyện. Đúng lúc đó có tin tức mới gửi vào nhóm chat. Mấy người cùng mở điện thoại ra hú hồn nhận ra người trong bức ảnh là Kim Bon. Có người cho rằng anh ta đang ở bệnh viện trông con mới đẻ. Sau khi đứng hình mất 5 giây, Ezin và Jeon vội vàng chạy đến bệnh viện. Hai người lái xe đến bệnh viện chạy vào phòng thì thấy Kim Bon và tay giám đốc đang ân ái với nhau. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Jeon bắt đầu hỏi cung giám đốc, họ moi được rất nhiều tin tức về tổ chức. Công ty của anh ta chỉ làm bù nhìn với mục đích vận chuyển chất cấm. Anh còn nói cho họ nghe mật mã bí mật của công ty, nhưng mỗi lần gặp mặt, anh ta đều bị bịt mắt lại. Anh ta chưa bao giờ nhìn gương mặt thật của ông chủ, anh chỉ nghe thấy âm thanh của ông ta thôi. Với lại, cái quy mô của tổ chức rất lớn trong ngân hàng quốc gia, thậm chí là trong cơ quan tình báo của họ đều có người của tổ chức. Jeon hỏi anh ta và Giang Siêu có quan hệ gì không, nhưng anh ta không trả lời, chỉ nói họ đưa đồng hồ cắt cho mình. Jeon nói USB trong đồng hồ cắt đã biến mất, nhất định có người nào đó đã nhanh chân hơn một bước mang USB đi. Họ không biết rằng USB nằm trong tay của con Ezin, cô bé phát hiện ra nó, nghĩ rằng USB là đồ chơi nên giấu đi. Sau đó, cô bé còn khoe món đồ chơi mới của mình với bạn bè. Các bạn rất tò mò về món đồ này,
tranh nhau cầm nó chơi bên trong ẩn chứa bí mật gì tùy thuộc vào người cầm trong tay, vận mệnh quốc gia cũng có thể thay đổi. Vì nghi ngờ chồng ngoại tình nên Uza, nhân lúc chồng đi tắm, cô lấy điện thoại của chồng rồi đưa cho anh hàng xóm, nói rằng anh chỉ có 20 phút. Xiao như điệp viên chuyên nghiệp, anh ta bắt đầu liên lạc với thành viên tổ chức KIT. Tôi đang trong thang máy, mọi người vào vị trí. Anh ta nhảy vào xe của hội trưởng. Hai người phóng như bay về phía cửa hàng tới sách đón Ezin, sau đó chạy vào căn cứ bí mật đưa điện thoại cho Ju Ho, nói rằng anh chỉ có 2 phút. Đúng lúc đó, Jeon phòng cô ta không biết kế hoạch của họ. Cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy Ezin đang ở đây. Ezin lấy lý do mình đánh rơi đồ nên quay lại tìm. May mà Ju Ho đã hoàn thành nhiệm vụ. Ba người nhanh chóng di chuyển về khu chung cư. Lúc này người vợ đang áp tai vào phòng tắm. Chết tiêu, chồng sắp tắm xong rồi mà đồng đội còn chưa đến. Cô ta bối rối gọi điện cho đồng đội. Chúng mày làm gì mà chậm như rùa? Xiao nói rằng mình đang chuẩn bị vào thang máy. Nhân cơ hội đó, cô nắm chặt tay nắm cửa, bảo chồng hãy giúp mình tìm bông tai mình làm mất hôm qua. Sau đó cô chạy ra khỏi cửa, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. Thang máy mở ra, Xiao đưa điện thoại cho cô. Cô ta còn chưa kịp cảm ơn đã đóng sầm cửa. Cô ta run rẩy cất điện thoại vào túi áo chồng. Đúng lúc đó, anh chồng bước ra khỏi phòng tắm. Việc đầu tiên anh ta làm không phải mặc quần áo, mà là xem điện thoại có cuộc gọi như không. Thấy anh ta không phát hiện, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó mọi người tập trung nghe đoạn hội thoại của anh ta, nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là đoạn hội thoại bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Hàn. Ai ngờ Ezin và Zhao nghe hiểu được vài từ và tìm ra chồng cô ta chuẩn bị hẹn gặp mặt với ai đó. Họ còn nghe được địa chỉ và thời gian. Mấy người nhanh chóng chạy đến quán cà phê. Họ vừa đến thì thấy ông chồng và Trà Xanh đang ân ái trong xe ô tô. Uza chuẩn bị cho họ một bài học. Đúng lúc đó Trà Xanh xuống xe, còn xe ô tô đã chạy mất. Muốn đuổi theo nhưng không kịp. Cô ta quay ra nhìn Trà Xanh với ánh mắt dao găm. Sau đó, một trận chiến rơi đầu đổ máu diễn ra trên con đường. Nhưng cô ta nói cô ta là giám đốc công ty CND, là đối tác làm ăn của công ty chồng cô. Hôm nay hai người hẹn gặp để bàn chuyện công việc. Cô ta giật mình, vậy là cô đã động vào đại boss rồi. Cô ta cúi đầu xin lỗi chủ tịch công ty, cô chỉ mong chồng không bị đuổi việc. Buổi tối cô và chồng nói chuyện với nhau, may mà chồng cô không bị đuổi việc. Anh ta hỏi ngày mai cô có đi đâu không thì hãy hủy lịch và ở nhà cùng các con. Cô nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Lúc này Ju Ho đã phát hiện ra đầu mối về công ty bí mật. Trong viện nghiên cứu có một người đàn ông bị bệnh, nghe nói đó là loại virus rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 90%, hiện tại vẫn chưa có phương thuốc gì có thể cứu chữa. Ba người quay về căn cứ bí mật bàn luận về chuyện này. Ezin bỗng nghe thấy một từ rất quen tai, cô nhận ra từ đó xuất hiện trong đoạn ghi âm của chồng cô hàng xóm và đối tác. Cô lập tức mang máy tính vào cho mọi người cùng nghe. Họ phát hiện ra rằng đó là một cuộc mua bán vũ khí. Họ chuẩn bị tiến hành một cuộc trao đổi thứ hai. Do Ho thông qua điện thoại của chồng cô hàng xóm, phát hiện anh ta đang ở trường tiểu học, giật mình nhớ ra rằng hôm nay tất cả trẻ em trong khu chung cư đều đến trường tiểu học nghe diễn thuyết. Tại sao lại lựa chọn trường tiểu học? Liệu có một cuộc công kích diễn ra không? Rất có thể, nhưng tôi không phát hiện ra quả bom nào, nên không có nghĩa là sẽ xảy ra 100%. Con gái của tôi đang ở đó. Hôm nay ở trường tiểu học có sự xuất hiện của bộ trưởng với bài diễn thuyết vô cùng ấn tượng. Họ không biết rằng nơi này vô cùng nguy hiểm. Sau khi Kim Bon và Ezi nhận được tin tức, họ nhanh chân chạy đến trường. Cô vô cùng lo lắng, bởi hai đứa con của cô đang ở đó. Mọi người trong hội trường không nhận ra một người phụ nữ có hành vi mờ ám. Sau khi cô ta nhận được chỉ thị, cô lập tức rời khỏi lễ đường. Lúc này, bộ trưởng đang dạy học sinh cách rửa tay. Một người bảo vệ nhận được điện thoại của Jeon, cô ta tiết lộ thân phận đặc công của mình, nói trường tiểu học sắp xảy ra một vụ khủng bố. Ezin cũng gọi điện thông báo cho hội trưởng, bảo bà lập tức rời khỏi lễ đường. Nhưng bà ta không tin, cô nghĩ rằng mình đang đóng phim chắc. Bà ta nhìn về phía sân khấu, sau khi do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn tin người hàng xóm uy tín của mình. Bà bảo Jeon hãy ấn nút báo nguy hiểm, bà chỉ đạo mọi người hãy đưa trẻ em rời khỏi lễ đường ngay lập tức. Người phụ nữ áo trắng chuẩn bị kích hoạt quả bom thì nghe thấy tiếng còi. Cô ta giật mình quay lại sân khấu thì thấy phụ huynh đang ôm con bỏ chạy. Đợi mọi người rời đi hết, cô ta từ từ tiến về phía ông bộ trưởng. Cô ta chỉ cần dùng một cú đá đã hạ bệ tên bảo vệ. Sau đó cô ta lấy dao ra muốn đâm một nhát vào tim ông. Jeon xuất hiện đạp ngã cô xuống đất. Hai người đánh nhau rất quyết liệt. Ông bộ trưởng nhanh trí bỏ chạy nhưng Jeon thể lực của có hạn. Cô ta không phải là đối thủ của ả, chuẩn bị kết liễu cuộc đời của ông. Nào ngờ, Jeon nhảy ra, còng tay ả ta lại. Lúc này Kim Bon đang ở dưới tầng hầm. Trách nhiệm cao cả của anh là vô hiệu hóa quả bom. Thời gian không còn nhiều nữa, chỉ còn 2 phút thôi. Anh ta đeo mắt kính vào, kích hoạt chức năng giao tiếp với Jihu. Khó khăn lắm anh ta mới phá bỏ một lớp, nào ngờ vẫn còn lớp thứ hai. Thời gian chỉ còn hơn 30 giây, anh ta tay run run, nếu không cẩn thận là ngỏm luôn. Kim Bon quyết định chọn cắt dây xanh lá. Đồng hồ dừng lại khi chỉ còn 2 giây cuối cùng. Do Hu thở phào, hỏi tại sao anh chọn màu xanh. Đó là vì con gái Ezin thích nhất màu xanh. Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Sát thủ và chồng hàng xóm đều bị đưa đi. Nào ngờ tiếng súng vang lên, cả hai đều chết không nhắm mắt. Jeon rất tức giận, vậy là tổ chức vẫn nhanh hơn một bước, công sức của họ đổ biển cả rồi. Sau đó Kim Bon đến gặp Ezin và hai đứa trẻ. Anh lo lắng cho tính mạng ba mẹ con,
thấy bảo mẫu quay lại, hai đứa trẻ rất vui mừng, chúng ôm chặt chân anh không buông. Chúng mong anh hãy về nhà cùng họ nhưng anh từ chối. Anh nói rằng mình còn việc cần làm, đợi anh hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ quay lại tìm bọn trẻ. Anh chào tạm biệt mọi người rồi quay đi. Chú ơi, thơm thơm mũi rồi hãng đi, thơm thơm cái mũi này. Anh ta bỏ đi, còn tim Ezin đang đập thình thịch. Kim Bon đem tay giám đốc đến căn cứ bí mật của mình. Nào ngờ anh ta rất lật lọng. Dù đã ở nơi an toàn nhưng vẫn không nói bí mật về tổ chức. Kim Bon cũng bó tay. Đúng lúc này anh nhận được điện thoại của cô. Cô rất lo lắng cho an nguy của anh. Cô hỏi anh đã ăn cơm chưa? Có chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình không? Tên giám đốc một màn ăn cơm chó thì vô cùng bực mình. Cùng với đó qua điều tra, bà Giang Siêu có được thông tin về địa chỉ nơi ở của nhà Kim Bon. Nhanh chóng đưa người đến lục soát, tuy nhiên căn phòng trống trơn. Đúng lúc đó, Ezin trở về, thấy nhà Kim Bon cửa mở, cô tưởng anh quay trở về lấy đồ liền bước vào nhà. Đối mặt với Giang Siêu, cô vô cùng hoảng loạn. Bà ta tức giận khi cô đã lừa dối bà ta về nơi ở của Kim Bon liền ra lệnh bắt cô về thẩm vấn. Biết được tin Ezin đã bị Giang Siêu bắt, Jeon liền gọi điện cho cục trưởng nhờ ông giúp đỡ. Nhưng dưới sự cứng rắn của Giang Siêu, Ezin vẫn không hề được thả trừ khi khai ra tin tức về Kim Bon. Lo sợ Ezin bị nguy hiểm, Kim Bon liền gọi điện cho Jeon thông báo mình sẽ đến cục tình báo đầu thú. Trước khi đi không quên nhắn nhủ với giám đốc sẽ có người đến đón anh ấy và hẹn gặp lại giám đốc khi mọi việc yên ổn. Kim Bon đi đến nơi đã định với cục trưởng, Jeon trực tiếp tra còng tay bắt Kim Bon, dẫn đi trao đổi với Giang Siêu. Trước khi giao người, cục trưởng không quên dằn mặt bà ta, nhưng nhận lại là một sự cứng rắn không nương tay. Ezin nhìn Kim Bon bị đưa vào trong cục tình báo mà vô cùng lo lắng. Jeon trấn tĩnh cô, không quên nhắc cô hôm nay là sinh nhật của Kim Bon. Thật ra trước khi giao Kim Bon cho Giang Siêu, cục trưởng và Jeon đã lên kế hoạch đào tẩu cho Kim Bon. Xe chuyên chở sẽ dừng ở miệng cống để Kim Bon có thể đào tẩu, cùng với đó là chiếc xe sẽ nổ tung. Một cái chết giả hoàn hảo để lừa Giang Siêu. Tuy nhiên trên đường áp tải, Kim Bon phát hiện ra nơi dừng lại không phải là địa điểm đã hẹn trước. Jeon cũng phát hiện ra điều lạ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe chở Kim Bon phát nổ. Hai đứa trẻ đi vào phòng cho cá ăn, phát hiện ra chú cá đặt theo tên của Kim Bon đã chết, mẹ ơi chú chết rồi. Ezin cũng hoảng loạn sợ điều không lành xảy ra với anh. Giám đốc nghe được tin Kim Bon đã chết thì vô cùng hoang mang, hắn ta sợ rằng tính mạng của mình cũng sẽ khó bảo toàn, vì thế đã dọn sạch đồ biến mất. Ezin đến chỗ làm, nhận được thông tin Kim Bon đã chết, cô vô cùng sốc. Tiếp theo đó, Jeon cũng thông báo với cô về chuyện nghỉ việc vì cửa hàng Kinh Bắc đã bị đóng cửa. Tối đó, Ezin ngồi nhớ lại những khoảnh khắc Kim Bon xuất hiện bên cạnh cô, tất cả những điều đó làm cô bật khóc. Cô quyết định cùng với những đứa trẻ quay về đảo Jeju một thời gian. Rất nhanh cô cũng đã tìm được việc làm tại một quán cà phê trên đảo. Hôm nay cô nhận được một đơn giao cà phê đến bờ biển. Một người đàn ông đang ngồi ở ghế đá cạnh bờ biển, Ezin lờ mờ nhận ra liệu đó có phải là người mà cô luôn nhớ lâu nay. Từ từ tiến lại gần, quả nhiên con người mà cô hằng mong nhớ bằng da bằng thịt xuất hiện trước mặt cô. Anh tiến lên ôm cô vào lòng, cô vẫn khỏe chứ? Cô chuyển đi xa hơn tôi nghĩ đấy. Việc đầu tiên cô hỏi anh là có bị thương ở đâu không. Sau đó anh kể cho cô nghe quá trình thoát nạn của anh trên chiếc ô tô đó. Hóa ra trước khi chiếc ô tô phát nổ đã có người đưa chìa khóa còng tay giúp anh trốn thoát. Anh còn cho cô biết rằng cô là người đầu tiên anh muốn báo bình an. Cô đưa anh về gặp đôi bạn song sinh của mình và giới thiệu với bố mẹ Kim Bon là người trông trẻ. Nhìn anh và bọn trẻ quấn quýt bên nhau, bố mẹ Eji vô cùng thích, còn mời anh lại ăn cơm. Dưới sự đề nghị khẩn thiết của bọn trẻ, Kim Bon đành phải ở lại ngủ thăm. Điều mà mọi người không ngờ, Kim Bon có một phong thái ngủ vô cùng bá đạo, khiến cả nhà Ezin không thể ngủ được. Sáng hôm sau, cả nhà họ cùng nhau đi ra biển chơi, được dịp anh chị Ezin và Kim Bon cùng hồi hàn huyên kể về tình yêu của bố mẹ vợ tương lai. Chuyển cảnh, Do Hu chết lặng khi người đứng trước mặt mình là Kim Bon. Jeon thì vừa khóc vừa hỏi thăm tại sao anh lại có thể thoát ra được. Kim Bon cũng muốn quay trở về để tìm hiểu xem ai đã cứu mình vào lúc nguy cấp ấy. Tất cả đều đang còn trong một màn sương mù dày đặc. Bà hội trưởng quyền lực của chúng ta trong một lần mang nước vào phòng, bà lại vô tình phát hiện ra một chiếc USB rơi trong đống đồ chơi dưới gầm giường của cậu con trai. Khi mở USB ra, bà ấy thấy một đoạn phim đáng sợ. Bà vội vã gọi cho Ezin rồi hẹn cô ra gặp mặt. Tuy nhiên lúc này tên sát thủ đã nghe lén và biết mọi thứ. Hắn ta liền tìm thông tin về hội trưởng khu chung cư. Sau khi biết địa chỉ nhà của bà ấy, hắn ta ngay lập tức đã chuẩn bị hành động. Lúc này Ezin đang đi tới khu chung cư. Cô ấy không hiểu tại sao bà hội trưởng lại có được chiếc USB đáng sợ ấy. Cô ấy chợt nhớ về cái đồng hồ cắt mà giám đốc từng muốn Jeon đi lấy cho hắn ta. Ezin liền gọi cho cô con gái để xác nhận. Sau khi xác nhận được thông tin, Ezin lập tức hiểu ra mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, bao gồm cả cái chết của chồng cô. Không lẽ chồng của cô đã phát hiện ra điều mà anh ta không nên biết? Cô ấy cần phải làm rõ chuyện này. Trong khi đó, bà chủ khu chung cư cũng đang vô cùng sợ hãi đi gặp Ezin. Tuy nhiên, bà đã bị tên sát thủ đánh ngất từ phía sau. Hắn ta liền lấy đi cái USB và ví tiền của bà ấy. Ezin đi tới và vô cùng bất ngờ khi thấy hội trưởng đang ngất. Cô vội vã gọi xe cứu thương. Cũng may hội trưởng không gặp nguy hiểm tính mạng, chỉ có điều là đã bị vẹo cổ. Bà hội trưởng vô cùng cay cú. Bà ta sẽ tìm ra thằng chó nào đã đánh ngất bà và đập cho nó một trận. Bà ấy phát hiện ra ví tiền của mình đã bị mất. Bà ấy cho rằng kẻ đánh ngất mình là một tên trộm. Kỳ lạ ở chỗ là cái USB cũng biến mất.
Ejin nghi ngờ mình đã bỏ sót cái USB khi đưa bà ấy lên xe cứu thương. Sau đó cô hỏi bà ấy nhìn thấy gì trong cái USB đó. Cô đưa cho bà xem bức ảnh trên điện thoại và hỏi có phải người này không. Đúng rồi, chính là người này. Bà thắc mắc sao cô biết vậy. Ejin bảo bà ấy không được nói chuyện này cho ai biết, kể cả là những người đáng tin nhất. Sau đó cô quay lại chỗ vừa nãy bà ấy bị đánh ngất để tìm USB. Tuy nhiên cô không thấy nó đâu. Cô cho rằng có khi nào mục tiêu của tên trộm là USB chứ không phải ví tiền. Nếu vậy thì chuyện này không hề đơn giản. Cô đi tới căn cứ bí mật, nói tất cả những gì mình biết với Jeon, bao gồm cả chuyện chồng của cô gặp nạn vào cùng ngày với cục trưởng cục an ninh. Thậm chí kẻ giết cục trưởng cũng là kẻ giết chồng cô. Ejin khóc lóc và nói tại sao bọn họ lại che giấu không cho cô biết. Cô ấy nói cô ấy sẽ báo cảnh sát và để họ điều tra việc này. Jeon nói với cô rằng đây không phải là chuyện mà cảnh sát có thể can dự, do vậy mà bọn họ mới cần thành lập một tổ chức tình báo. Ban đầu tiếp cận Ejin cũng là vì chồng của cô là nhân chứng, tuy nhiên Kim Bon thật sự muốn bảo vệ cho cô và hai đứa con của cô. Tại sao chứ? Bởi vì cô và bọn trẻ có ý nghĩa với anh ấy, do đó anh ấy không muốn thấy ba người phải đau khổ. Ejin về nhà, nhìn tấm ảnh gia đình và khóc lóc. Cô ấy quá đau khổ khi biết chân tướng của sự việc. Jeon nói cho Kim Bon biết Ejin đã biết mọi chuyện, anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Anh ta tới trước cửa nhà Ejin, tuy nhiên anh lại do dự khi chuẩn bị bấm chuông. Anh chỉ lặng lẽ và đứng ở bên ngoài, nghe tiếng khóc của Ejin ở trong, cũng cảm thấy buồn. Trong khi đó, những hàng xóm của Ejin đang kiểm tra camera. Anh ở đoàn phim ngày hôm đó lại bị xóa không còn dấu vết. Bọn họ vô cùng bất ngờ, không lẽ nơi này có ma sao? Vì muốn lấy đi bằng chứng cuối cùng còn sót lại, Jo-hu giả vờ tới thăm hỏi bà chủ và tặng hoa cho bà. Sau đó anh còn mặc giày đi vào trong nhà. Bà ấy thấy anh thanh niên này thật quá tùy tiện. Sau khi lấy được thứ mình cần lấy, anh ta biết rằng nguy cơ cuối cùng đã được giải quyết rồi. Trong khi đó thì giám đốc đã tiếp cận tổ chức trong quãng thời gian Kim Bon mất tích. Mục đích của anh ta chính là làm điệp viên hai mang. Anh ta mang máy tính của Kim Bon và những tư liệu của mình ra nộp cho tổ chức nhằm lấy lại lòng tin. Anh ta muốn được gặp ông chủ lớn đằng sau tổ chức này. Sau đó giám đốc hẹn Ejin ra gặp mặt. Anh ta thành khẩn xin lỗi với những gì đã làm với cô. Sát thủ đã vô tình sát hại chồng của cô. Anh ta bất lực không thể giúp cô chuyện gì. Tôi không hy vọng cô tha thứ cho tôi, bởi vì đây là chuyện khó lòng tha thứ. Tuy nhiên tôi muốn cô hiểu cho tôi. Cô biết tôi là kẻ nhát gan và rất sợ chết mà. Ejin muốn anh ta hợp tác với Kim Bon để tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Nếu không cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Ejin vừa rời đi, tên giám đốc đã nhận được cuộc gọi của kẻ đứng sau hẹn ra gặp mặt. Tuy nhiên sau nhiều lần làm việc xấu thì anh ta đã tỉnh ngộ. Anh ta quyết định sẽ làm điệp viên hay mang để giúp Kim Bon tìm ra kẻ chủ mưu. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, Kim Bon và đồng đội chuẩn bị cho tay giám đốc một cái kính. Cái kính trực tiếp kết nối với camera. Khi giám đốc gặp nguy hiểm thì Kim Bon sẽ cứu anh. Sau đó anh ta đã đeo chiếc kính rồi đi tới địa điểm được hẹn. Cũng phải nói nhóm Kim Bon rất can đảm khi đặt niềm tin vào tay giám đốc này. Hắn ta gõ cửa phòng. Khi cánh cửa mở ra, hình ảnh của kẻ đứng sau mọi việc được chiếu qua camera. Mọi người vô cùng bất ngờ. Ôi chú ơi, Chun Sang, thư ký của tổng thống sao? Tên giám đốc ngồi xuống nói chuyện với ông ta. Anh nói ra vị trí của chiếc xe đựng toàn bộ những chiếc túi kia cho ông ta. Chun Sang lấy ra cái USB. Ông ta hỏi anh ta muốn uy hiếp ông ta bằng cái USB này đúng không? Giám đốc không hề run sợ. Anh ta còn bật lại ông ta. Ông ta có chút bất ngờ. Ông ta nói anh có quỳ xuống thì ông ta cũng không tha cho anh. Giám đốc nói mình vẫn còn một tập tư liệu trong tay. Một khi anh ta chết ở nơi này thì những tư liệu đó sẽ được tiết lộ. Ông ta gõ tay xuống bàn ra hiệu cho sát thủ chuẩn bị giết anh ta. Nhưng giám đốc lại tiết lộ một thông tin. Kim Bon có một cái két bảo hiểm ở Thụy Sĩ và chìa khóa đang nằm trong tay của hắn. Chun Sang ra lệnh cho vệ sĩ dừng tay, còn giám đốc muốn dùng chiếc chìa khóa để trao đổi. Anh ta hy vọng có thể làm việc cho ông. Sau khi hội Kim Bon biết kẻ chủ mưu chính là Chun Sang thì lập tức điều tra về kẻ này. Bọn họ biết một thói quen của hắn, đó là hắn thường xuyên bảo quản văn kiện và tư liệu tại nhà. Tuy nhiên nhà của hắn được bảo vệ 24/24, thậm chí còn có rất nhiều camera xung quanh. Do vậy rất khó để tiếp cận, bọn họ cần tìm được cách đột nhập vào nhà của hắn. Khi quay lại bàn bạc, bọn họ tìm ra một cách có thể đột nhập vào trong. Lúc này nhà của ông ta đang tuyển người giúp việc. Jeon muốn tìm một người đóng giả tới xin làm giúp việc. Bọn họ còn nghiên cứu về thói quen và tính cách của quản gia nhà ông ta. Người này là một người có thân phận vô cùng bí ẩn. Bọn họ cho rằng người này chắc chắn cũng đóng một vai trò quan trọng. Jeon tìm Ejin và muốn cô tham gia kế hoạch này. Ejin vì muốn báo thù cho người chồng đã chết. Cô đã đồng ý, cô chuẩn bị gọi điện để ứng tuyển. Trong khi cô cùng vài người hàng xóm thảo luận chuyện này, bọn họ biết người quản gia này không hề bình thường. Tính khí cổ quái và khó chiều. Nhược điểm của người này là hám da đẹp, chỉ nhìn thấy da đẹp là rụng trứng. Bọn họ còn biết người này thích ăn kim chi, trong khi Ejin làm kim chi vô cùng ngon. Tuy nhiên Kim Bon rất không muốn Ejin tham gia vào chuyện này, bởi vì anh không muốn thấy Ejin gặp nguy hiểm. Jeon nói đây là điều cô ấy mong muốn. Cô ấy muốn tự tay bắt được kẻ giết chết chồng mình. Kim Bon tới tìm Ejin, cô ấy đang mua nguyên liệu về làm kim chi để thực hiện kế hoạch. Vào trong nhà, Ejin đưa món quà của con cô làm trước kia tặng cho Kim Bon, chúc mừng sinh nhật, hai ăn chóng lớn. Kim Bon rất cảm động. Anh ta bảo cô nói với hai đứa bé rằng anh vui lắm.
Anh ta hỏi có chuẩn bị quà cho mình không. Ezin có chút ngại ngùng và nói hôm đó cô chuẩn bị món ăn cho anh. Tuy nhiên sau đó cô đã đổ đi rồi, Kim Bon có chút thất vọng. Ngày hôm sau Ezin trang điểm đi đến nhà của Chun Sang phỏng vấn. Jeon đi theo phía sau nhắc nhở cô hãy cẩn thận. Có 3 người đến phỏng vấn, đây đều là những người được giới thiệu bởi quan hệ. Quản gia bắt đầu tra hỏi. Bà ta yêu cầu Ezin buộc tóc lên, Ezin cũng nhanh nhẹn bỏ được cái tai nghe vào túi. Màn phỏng vấn đầu tiên đã tới, người đầu tiên đã mắc phải sai lầm và bị quản gia đuổi ra ngoài. Ezin nếm thử nguyên liệu và thành công nói ra những nguyên liệu bên trong. Có duy nhất Ezin được thông qua và đi đến vòng phỏng vấn cuối cùng. Cô ấy tặng cho quản gia hộp kim chi, thành công lấy được lòng bà ta và thuận lợi đến đây làm việc. Bà ta đưa Ezin ra ngoài và nhắc nhở cô sau khi mặt trời lặn toàn bộ thiết bị cảnh báo ở đây sẽ được bật. Ezin ra ngoài và tìm kiếm Jeon. Tuy nhiên một bóng đen vụt qua, cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cô vội tăng tốc bỏ chạy. Khi đến một con hẻm, cô định gọi điện cho Jeon thì một khẩu súng chĩa vào đầu cô. Cô vô cùng lo lắng, cô không ngừng cầu xin người bên cạnh tha mạng cho mình. Hóa ra người cầm khẩu súng đồ chơi này lại là Kim Bon. Cô bị dọa tới đái cả ra quần. Kim Bon liền hỏi Ezin rằng đây chính là nơi cô làm việc hay sao? Thì ra anh muốn cho cô hiểu cảm giác của một người gián điệp là như nào. Anh muốn cho cô cảm nhận được nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào. Anh rất lo lắng cho cô. Tuy nhiên cô lại nói mình đã thông qua phỏng vấn rồi. Cô cũng đã quyết tâm muốn làm chuyện này. Cô còn nói cô không sợ vì cô biết anh sẽ bảo vệ cô. Khi đưa cô về nhà, Kim Bon nói với Ezin rằng cô cần phải lập tức tìm cách thoát thân một khi bị phát hiện thân phận. Do vậy mà anh quyết định kể từ ngày mai sẽ dạy cho cô những kỹ năng nằm vùng. Sáng sớm cô đã bị anh kéo dậy đi chạy bộ. Đây không khác gì là cực hình đối với cô. Khi ngồi nghỉ thì anh vẫn không ngừng dặn dò cô phải cẩn thận. Ezin đã nghe lời này của anh hàng trăm lần rồi. Cô ấy nói hãy yên tâm và tin vào cô. Trong khi đó thì cục trưởng đã gọi Jeon tới phòng làm việc. Ông ta yêu cầu cô và Jo-woo hủy bỏ mọi kế hoạch cũng như giải thể tổ chức, bởi vì ông ta nghĩ Kim Bon đã chết rồi. Jeon liền xin ông ấy cho cô thêm một tháng để cô giải quyết nốt. Ông ấy đồng ý cho cô thêm thời gian. Khi Jeon chuẩn bị đi, ông ấy hỏi cô về việc khi Kim Bon còn ở Thụy Sĩ. Jeon có chút bất ngờ, cô ấy nói dối rằng cô không hề biết chuyện này. Tuy nhiên cô đã nghi ngờ về câu hỏi của ông ta. Tại sao ông ta lại biết chuyện này? Ezin lén lén lút lút đi vào trong biệt thự. Cô nhìn xung quanh, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Tuy nhiên công việc nằm vùng của cô diễn ra không quá thuận lợi. Quản gia gọi cô tới phòng bếp, bà ta nói phạm vi làm việc của cô chỉ gói gọn ở nơi này. Chỉ cần cô dám rời khỏi phòng bếp thì sẽ bị sa thải. Sau đó bà ta lấy cho cô một chùm tỏi. Đây chính là công việc ngày hôm nay của cô. Cô phải bóc hết vỏ của số tỏi này. Trong khi đó thì những người đồng đội của cô phải xem cô bóc vỏ tỏi cả ngày. Tuy vậy, Ezin vẫn có được một vài thông tin hữu ích. Đó chính là ngoài quản gia, không ai được phép lên tầng 2 của ngôi nhà. Thậm chí tất cả cánh cửa trên tầng 2 đều bị khóa. Chỉ khi quản gia đích thân dọn dẹp thì bà ta mới mở ra. Tất cả mọi người đang vô cùng nghi ngờ, nghĩ ra điều gì đó. Ngày hôm sau cô lén lút rời khỏi phòng bếp. Cô mở cánh cửa tủ chứa dụng cụ dọn dẹp, sau đó cô lấy ra một cái camera giấu kín. Cô gắn nó vào cái máy hút bụi. Cô ấy vô cùng đắc ý, quá hợp lý. Cô đang làm gì thế hả? Quản gia bảo cô tránh ra, sau đó bà nhìn vào trong cái tủ. Ezin nói rằng mình có hứng thú với cái máy hút bụi, do đó cô mới muốn đi nhìn ngắm nó. May mà bà ta không phát hiện ra điều khác thường. Bà ta cảnh cáo cô lại một lần rồi đóng cửa tủ. Công việc hôm nay của Ezin lại là bóc hành, cô cảm thấy chán vãi. Hai người đồng đội theo dõi cùng lại phải xem cô bóc hành. Với cái tiến độ như này thì biết bao giờ mới có thể tìm ra chân tướng chứ. Đúng lúc này đã có người sử dụng máy hút bụi. Quản gia mang máy hút bụi lên tầng 2 dọn dẹp. Đồng đội của Ezin thông qua camera và quan sát căn phòng rách này. Bọn họ chú tới một cái két sắt, nhất định bên trong đó có đồ vật quan trọng. Bọn họ phân tích cái két này và cách phá nó. Đầu tiên là cần có dấu vân tay của Chun Sang. Bọn họ cũng cần phải đi tìm chuyên gia để tìm một công nghệ để mở khóa két sắt. Do đó bọn họ đã tìm tới chuyên gia và mua công nghệ đó. Ai ngờ Giang Siêu đã phát hiện hành động này. Mặc dù chuyên gia này muốn giữ kín, nhưng đối diện với lời chất vấn của bà ta, anh ta đã khai ra. Ngày hôm sau, đội của Kim Bon bắt đầu thảo luận kế hoạch tác chiến. Tay giám đốc nói bên trong két sắt chắc chắn có bảng danh sách tên khách hàng. Trong khi đó vào tối nay, hắn sẽ cùng thư ký bay tới Thụy Sĩ. Đây sẽ là thời cơ tốt nhất bọn họ hành động. Đầu tiên Ezin sẽ đi mở ra hộp nguồn điện, sau đó thì cắt đứt nguồn điện đi. Làm vậy là để khiến bọn chúng gọi người tới sửa chữa. Sau đó sẽ đóng giả làm nhân viên sửa điện rồi đột nhập vào. Xin chào, tôi là người sửa điện. Dựa theo tính toán, chúng ta sẽ hành động sau 5 giữa chiều. Đó là lúc thích hợp nhất để hành động. Ezin không quên nhắc nhở mọi người, quản gia kia không phải người dễ đối phó. Bà ta sẽ không cho người lạ mặt vào nhà. Tuy nhiên nhớ tới lời mà hàng xóm từng khuyên mình. Nhược điểm của bà quản gia này chính là bà ta thích trai trẻ. Một khi gặp trai đẹp thì bà ta sẽ rụng trứng và không còn tỉnh táo. Quả nhiên ngày hôm sau bọn họ đã hành động. Kim Bon đã chào hỏi bà ta. Anh thấy bà ta vẫn đang do dự việc có nên cho mình vào trong hay không, liền dùng Mỹ Nam kế với bà ta. Quả nhiên là sức mạnh của anh thợ điện. Anh thợ điện Kim Bon vừa sửa xong điện sau TV thì gái giả mời anh uống nước. Anh ta nói muốn đi lên tầng 2 để kiểm tra. Thấy bà ta có vẻ do dự, anh ta quyết định dùng Mỹ Nam kế lần 2. Do vậy mà bà ta đã cho Kim Bon vào trong phòng sách.
Ejin cảm thấy không thể tin được, Kim Bon giả vờ kiểm tra máy tính. Gái giả thì đang chăm chú nhìn khuôn mặt của anh. Kim Bon giả vờ ho. Jiyeon nhận được tín hiệu hành động và báo cho Ejin. Đột nhiên dưới tầng có tiếng vỡ cốc. Quản gia vội vã chạy ra kiểm tra, ai ngờ Ejin đã làm vỡ đĩa đựng đồ ăn. Đồng nghiệp thấy Ejin làm vỡ đồ thì vô cùng lo sợ. Có chuyện gì thế hả? Là ai làm hả? Tôi xin lỗi ạ. Trong khi đó, Giang Siêu nói chuyện Kim Bon muốn đột nhập vào nhà thư ký tổng thống cho cục trưởng. Ông ta lập tức đi tới căn cứ của bọn họ. Ông ta thấy một tờ giấy nhớ, đây là địa chỉ nhà của thư ký tổng thống. Ông ta liền gọi điện cho Jiyeon để hỏi Kim Bon đâu. Jahoo vô cùng lo lắng, bọn họ lập tức gọi điện bảo Kim Bon rời đi. Jiyeon và Jahoo lái xe rời đi trước. Thư ký tổng thống đã nhận được tin báo, ông ta bảo tài xế mau quay về nhà. Ông ta đã hoãn lại kế hoạch đi Thụy Sĩ của mình. Giám đốc cảm thấy đã có vấn đề, anh ta lén lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn. Tuy nhiên tên tài xế đã nhìn thấy. Trong khi đó thì Kim Bon đã mở được két sắt, bên trong có rất nhiều tiền. Anh cũng tìm được bản danh sách mật. Đúng lúc này chuông báo động reo lên. Quản gia nhận ra điều bất thường và vội vã chạy lên tầng. Ejin đeo tai nghe vào và hỏi tình hình của anh. Có thể rất nhanh nhân viên an ninh và cảnh sát sẽ bao vây nơi này. Kim Bon chuẩn bị rời đi thì quản gia kia đi tới. Bà ta hét lên rằng anh là tên trộm. Bà ta định xông lên đánh anh. Ai ngờ bị anh phang cho ngất xỉu. Kim Bon chạy ra ngoài vườn. Ejin cũng đang đợi anh ở dưới. Đúng lúc này anh nhìn thấy tên sát thủ ở phía xa. Thấy hắn ta chuẩn bị bắn Ejin, Kim Bon ngay lập tức xông ra đỡ cho cô. Ejin thấy vết thương của anh vô cùng lo lắng. Anh đưa túi đồ cho cô và bảo cô mau đi trước đi. Bất luận thế nào cũng phải bảo quản nó thật tốt. Sau đó anh lao dao đánh nhau với tên sát thủ. Ejin nhanh chóng rời đi. Kim Bon bị thương và không phải đối thủ của sát thủ. Chỉ vài chiêu anh đã bị hắn đấm cho vỡ mồm. Thấy hắn chĩa súng vào mình, Kim Bon cho rằng có lẽ hôm nay là ngày anh nói bye bye với cuộc sống. Ejin nghe thấy tiếng súng. Không lẽ Kim Bon tàu rồi sao? Tuy nhiên cô không thể không hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao cho mình. Cô chỉ đành phải tiếp tục bỏ chạy. Cũng may người ăn kẹo đồng không phải Kim Bon mà là tên sát thủ. Là Giang Siêu đã cứu Kim Bon, tên sát thủ bị thương và bỏ chạy. Giang Siêu đi tới chỗ Kim Bon, cậu nợ tôi một lời cảm ơn đó. Jiyeon và Jahoo trở về căn cứ, bọn họ bị cục trưởng mắng trong một trận. Ông ta trách bọn họ không nói ra việc Kim Bon còn sống. Tuy nhiên một số lời nói của ông ta khiến Jiyeon cảm thấy kỳ lạ. Tại sao ông ta lại biết một số việc vốn dĩ là tuyệt mật? Đúng lúc này tin tức Kim Bon bị thương cũng được báo cho ông. Bọn họ vội vã đi tới bệnh viện. Jiyeon tưởng nhầm rằng người hại Kim Bon là Giang Siêu nên tính ăn thua với bà ta. Tuy nhiên bà ta nói rằng bà ta không có ý định giết Kim Bon mà bà ta đã tới đó cứu anh. Jiyeon càng thêm nghi ngờ cục trưởng đã báo tin cho bà ta. Cô vội gọi điện nói chuyện Kim Bon bị thương cho Ejin biết. Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết anh còn sống. Jiyeon còn dặn cô hãy ở trong nhà và đừng gọi cho cô. Điều này để tránh bị liên lụy. Tuy nhiên Ejin lại không muốn thế. Cô muốn xác nhận xem Kim Bon có thật sự an toàn không. Do đó hôm sau cô ta liền đóng giả làm y tá để thăm Kim Bon. Cô còn đưa cho anh tập tư liệu kia. Jiyeon vô cùng vui mừng. Hóa ra cả hai người họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc đó cục trưởng gọi đến cho Jiyeon. Ông ta đang cố gắng thuyết phục cô đem tập hồ sơ Kim Bon lấy được cho mình. Ông ta nói để ông ta giữ nó thì sẽ an toàn hơn. Jiyeon ngoài mặt thì đồng ý. Tuy nhiên cô sớm đã nhận ra ông ta có vấn đề. Khi Ejin vừa đi, Giang Siêu đã tìm tới. Bà ta lấy ra bằng chứng ngụy tạo 3 năm trước của cục trưởng rồi hỏi anh. Trong tờ đơn xuất cảnh có ghi ngày xuất cảnh của ông ta và anh là cùng một ngày. Tuy nhiên ông ta xuất cảnh vào ngày hôm đó để làm gì? Đã quá rõ ràng rồi, Kim Bon hiểu ông ta là kẻ đã biến chất. Sau đó Giang Siêu gọi người đã cứu Kim Bon ngày hôm đó tới. Bọn họ cũng tiết lộ về việc cục trưởng sai người sắp xếp lại vụ nổ kia. Thì ra vụ tai nạn 3 năm trước mà Kim Bon gặp lại là một âm mưu. Người đứng phía sau lại chính là cục trưởng bây giờ. Jiyeon đang tới phòng làm việc của cục trưởng. Ông ta vui vẻ khen ngợi cô đã lập công. Sau đó ông ta bảo cô đưa cho ông ta tập tư liệu kia. Mọi người rốt cuộc đã thấy thứ gì tại nhà của thư ký tổng thống? Jiyeon đột nhiên chững người lại. Cô hỏi ông ta và thư ký tổng thống có quan hệ gì với nhau. Cục trưởng nói dối rằng ông ta không quen biết với người đó. Tuy nhiên Jiyeon cho rằng lời nói của ông ta không đúng sự thật. Cô giả vờ nói rằng mình quên không mang theo thứ ông ta cần. Cô nói mình sẽ ra về để lấy. Jiyeon ra ngoài và tâm trạng vô cùng bất an. Cô nhớ lại từng chi tiết trước kia. Cô không muốn tin cấp trên của mình chính là kẻ phản bội. Bên này cục trưởng ra lệnh thuộc hạ giải quyết Jiyeon. Jiyeon gọi điện cho để báo tin cho Kim Bon. Ai ngờ chưa kịp nói gì thì đã bị hãm hại. Một tên đi tới gần chỗ cô rồi lấy cái túi của cô đi. Kim Bon nhận ra Jiyeon đã gặp chuyện. Kim Bon đưa cho Giang Siêu văn kiện quan trọng đó. Anh muốn bà hãy bắt kẻ xấu chịu tội. Kim Bon dự định đi gặp cục trưởng. Giang Siêu đưa thẻ của bà ta cho anh để anh mở khóa. Trong khi đó tên cục trưởng không thấy thứ mình cần trong túi của Jiyeon. Ông ta gọi điện cho thư ký của tổng thống để bàn bạc kế sách. Sau đó vội vã thu dọn đồ đạc và xóa sạch dữ liệu máy tính. Lúc này Kim Bon đi tới chất vấn ông tại sao ông làm thế. Kim Bon hỏi tại sao ông ta lại giết bạn gái cũ của anh. Bây giờ còn giết cả Jiyeon, người trung thành nhất với tổ chức. Ông ta lạnh lùng nói, tổ chức của bọn họ bắt buộc phải bị trừ khử. Ông ta biết Kim Bon sẽ không giết mình khi Kim Bon nổ súng uy hiếp ông ta. Giang Siêu đưa người tới, bà ta bảo Kim Bon hãy bình tĩnh lại.
Giờ đây thư ký tổng thống đã bỏ chạy rồi. Bọn họ cần lời khai của gã cục trưởng này. Kim Bon chỉ đành tha cho ông ta. Khi mọi người rời đi, Kim Bon đau lòng khi thấy cái túi của Jeon. Anh nỗ lực bảo vệ Ezin nhưng lại khiến mất Jeon mất mạng. Jo-woo khóc lóc buồn bã tại bệnh viện, an ủi anh ta. Jeon có lẽ sẽ phù hộ cho bọn họ. Ezin cũng vừa nhận được tin, cô vô cùng buồn bã khi nghe tin này. Đây là chuyện mà không ai muốn nó xảy ra. Cũng may là Jeon không chết, tuy nhiên cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh. Jo-woo hiểu rằng bọn họ cần phải thay Jeon làm những việc còn dang dở. Kim Bon đã rửa sạch được tội danh, anh được khôi phục thân phận đặc công và đảm nhiệm vị trí tổ trưởng. Thị trưởng Giang Siêu nói với anh ngày mai cục trưởng sẽ bị đưa đi tổng bộ điều tra. Tại đó Kim Bon sẽ phụ trách thẩm vấn ông ta. Tên sát thủ nhận được cuộc gọi từ thư ký tổng thống. Ông ta bảo hắn ra nước ngoài lánh nạn, đừng để vướng vào rắc rối. Tên sát thủ cầm cuốn hộ chiếu giả rồi rời đi. Tuy nhiên vết thương của hắn rất nặng. Hắn ta liền vào tiệm thuốc để mua thuốc và băng bó. Người phụ nữ bên cạnh nhìn hắn, cô ta thấy hắn có vẻ quen mặt. Tuy nhiên hắn không quan tâm cô ta. Cô ta chuẩn bị rời đi thì thấy anh ta rất quen mặt. Cô ta lấy tấm ảnh của kẻ bị tình nghi bắt cóc con của Ezin ra. Là hắn ta, cô lén lút nấp vào một chỗ, sau đó cô liền thông báo cho mọi người. Rất nhiều người nhận được tin tức này, là hắn sao? Xuất phát thôi, chiến, cô gái kia lén lút bám theo hắn và cập nhật tin tức liên tục. Cô ta cũng thật liều lĩnh. Rất nhiều người bao vây lấy tên sát thủ, tuy nhiên bọn họ không dám lại gần hắn. Khi hắn chuẩn bị rút súng thì có hai cảnh sát đi tuần tra đi tới. Hắn ta bị đưa về đồn cảnh sát. Bà hội trưởng khu chung cư nói sự việc hắn là kẻ bắt cóc cho cảnh sát. Bọn họ muốn cảnh sát trị tội tên này, tuy nhiên bọn họ không có chứng cứ. Cảnh sát đầu tiên kiểm tra thân phận của hắn. Ai ngờ lúc cảnh sát đi ra tra hỏi thì hắn đã biến mất. Ngày hôm sau, cục trưởng đã được đưa lên xe để áp giải đi thẩm vấn. Cùng lúc Jo-woo và Kim Bon đang điều tra chiếc xe đâm Jeon. Kim Bon nhận ra kẻ lái xe rất quen mặt. Bọn họ phát hiện ra kẻ này chính là người đang lái xe để áp giải cục trưởng. Kim Bon lập tức gọi cho thị trưởng Giang Siêu, tuy nhiên anh đã chậm một bước vì chiếc xe đã rời đi. Quả nhiên trên đường áp tải, chiếc xe chở cục trưởng bất ngờ rẽ sang hướng khác, những xe sau đuổi theo thì bị chặn lại. Cứ như vậy chiếc xe chở cục trưởng đã trốn thoát. Kim Bon nhận được tin liền lập tức tìm kiếm vị trí của chiếc xe. Chiếc xe đó đang đi vào một đường hầm. Kim Bon đoán rằng bọn chúng sẽ bỏ trốn từ bên trong đường hầm. Quả nhiên khi chi viện của cảnh sát đuổi tới thì đám người kia đã không còn trên xe. Jo-woo tìm kiếm xem có đường nào mà bọn chúng có thể đi không. Kết quả là bản đồ hiển thị rằng không có con đường nào. Rõ ràng đây là kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ vô ích thôi. Nếu như là kế hoạch dựng sẵn, có thể bọn chúng sẽ chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Kim Bon lập tức nhớ ra anh chàng giám đốc. Anh gọi điện cho giám đốc và bảo anh ta nếu có tin tức gì thì lập tức báo cho mình. Thị trưởng Giang Siêu đưa theo chuyên gia công nghệ tới. Người này từng tặng cho cục trưởng một chiếc bút. Chiếc bút đó có thiết bị ghi âm và khả năng định vị. Giờ đây bọn họ có thể thông qua nó và xác định vị trí của cục trưởng. Cục trưởng sau khi trốn thoát liền đến gặp thư ký tổng thống. Bọn chúng đang lên kế hoạch bỏ trốn. 4 tiếng sau sẽ lên thuyền ở cảng biển. Sau đó thông qua nước thứ ba để trốn khỏi hải quan. Rất nhanh bọn chúng đã gọi cho tay giám đốc. Hắn ta khá bất ngờ rằng tại sao bọn chúng lại gọi cho anh. Thư ký tổng thống nói với anh ta rằng chiếc kết sắt ở Thụy Sĩ vẫn chưa được giải quyết. Bọn chúng bảo anh hãy tập trung với bọn chúng, rồi cùng bọn chúng rời đi. Tay giám đốc cảm thấy khó hiểu, không lẽ bọn chúng chưa phát hiện ra anh là nội gián? Anh ta gọi cho Kim Bon thông báo tình hình. Kim Bon cho rằng đây là một cái bẫy, nếu đi tới đó thì anh ta sẽ chết chắc. Tuy nhiên tay giám đốc muốn mạo hiểm, bởi vì nếu anh không đi thì sẽ không thể bắt được bọn chúng. Jo-woo đưa cho anh ta một thiết bị theo dõi. Anh ta bảo giám đốc gắn lên người. Tên giám đốc tới địa điểm chỉ định, còn người của thị trưởng Giang Siêu đang âm thầm bảo vệ cho anh ta. Kim Bon cũng ở phía sau ứng phó. Anh quan sát xung quanh, đây là một nơi rất thích hợp để cho lính bắn tỉa ám sát mục tiêu. Kim Bon cảm thấy chuyện này không ổn, có lẽ bọn chúng định ám sát tay giám đốc. Kim Bon dùng tai nghe thông báo đây là một cái bẫy, nhưng một tiếng súng đã nổ ra, chỉ thấy tay giám đốc ngã xuống đường. Kim Bon chạy đến đỡ anh ta, rất nhiều cảnh sát bao vây xung quanh bảo vệ cho họ. Kim Bon vô cùng đau lòng, bởi vì anh từng hứa sẽ bảo vệ cho anh ta. Bên này, thư ký tổng thống hỏi cục trưởng có cái bút nào không. Jo-woo đã nhận được tín hiệu của thiết bị định vị trên cây bút. Anh lập tức báo tin cho Kim Bon. Bọn họ liền lái xe đuổi theo. Khi xe của cục trưởng và thư ký tổng thống đang chờ tàu ở bến cảng thì một chiếc xe đâm vào. Cục trưởng và thư ký tổng thống lập tức xuống xe. Kim Bon rút súng ra chiến đấu. Anh bắn chết những tên sát thủ rồi đuổi theo hai tên bỏ trốn. Thấy không thể bỏ trốn, cục trưởng liền rút súng bắt thư ký tổng thống làm con tin, uy hiếp nếu ông ta chết Kim Bon sẽ không vạch trần được toàn bộ sự việc ở Thụy Sĩ. Kim Bon không thể tin cục trưởng lại là một kẻ như thế này. Kim Bon nổ súng bắn vào tay ông ta. Quân chi viện cũng kịp tới bao vây. Hai tên kia đã bị bắt đi. Một tháng sau Kim Bon và Ezin tới viếng giám đốc. Nhìn bức ảnh của giám đốc, Ezin hy vọng ở thế giới bên kia anh ta sẽ sống tốt. Trên đường trở về, cô hỏi Kim Bon về chuyện cái kết sắt bên Thụy Sĩ. Kim Bon nói thật ra không hề có cái kết sắt nào cả. Đó chỉ đơn giản là một lời nói dối của giám đốc bịa ra. Kim Bon cũng đã quay lại cuộc sống của mình. Sự xuất hiện của anh khiến hàng xóm của cô vô cùng ngỡ ngàng. Tại sao lại có người đẹp trai như thế chứ? Hai đứa con của Ezin rất vui khi thấy Kim Bon tới đón. Kim Bon đưa hai đứa nhóc về nhà.
ai cũng cảm thấy Kim Bon xứng đáng làm bố bọn nhóc. Ejin cũng đã tìm một công việc mới, tuy nhiên nơi này rất kỳ lạ. Cô đi vào văn phòng và giới thiệu bản thân. Bất ngờ người phỏng vấn lại là thị trưởng Giang Siêu. Dưới sự dạy dỗ của Kim Bon, hai đứa bé ngày nào còn lười biếng và bướng bỉnh, giờ đây đã trở nên nề nếp và vô cùng ngăn nắp. Kể từ lần đầu gặp nhau, hai đứa bé đã cảm thấy rất quý Kim Bon. Nhiều ngày tháng ở bên nhau, Kim Bon cứ như là bố của bọn chúng vậy. Hôm nay anh phải tạm biệt bọn trẻ vì anh còn một nhiệm vụ cần hoàn thành. Anh bảo bọn chúng phải chăm sóc tốt cho mẹ của mình, anh sẽ nhanh chóng quay lại thôi. Trước khi rời đi, Kim Bon và Ejin tới bệnh viện thăm Jeon. Cô đã tỉnh nhưng vẫn chưa thể đi lại được. Có Jo-hu và Ejin chăm sóc cho cô ấy nên Kim Bon yên tâm hơn nhiều. Kim Bon đã lên máy bay, sát thủ cũng xuất hiện ở đây. Tên này lựa chọn vị trí để ám sát, trong khi đó thì tại một căn phòng. Kim Bon cũng lắp khẩu súng huyền thoại của mình. Tên sát thủ phát hiện Kim Bon ở đối diện. Một năm trôi qua, tại một quán cà phê ở Seoul, rất nhiều cô gái trẻ tới đây chụp hình, thật ra là muốn tới để gặp ông chủ đẹp trai. Thật bất ngờ khi ông chủ chính là giám đốc, thì giám đốc cũng chưa chết. Anh ta còn được Kim Bon đổi cho một thân phận khác. Kim Bon chuẩn bị cho anh ta giấy tờ tùy thân và một cái tên khác. Trong đó một năm vừa qua, thị trưởng Giang Siêu giờ đây đã thành cục trưởng cục tình báo quốc gia. Bà ta còn tuyển Ejin vào tổ chức, Ejin cũng làm công việc này rất tốt. Lúc này hàng xóm và cô đang chém gió với nhau. Thị trưởng đi tới, những hàng xóm của cô không biết thân phận của bà. Bọn họ chỉ biết bà là chủ nhân của cửa hàng túi xách này. Khi những người hàng xóm rời đi, bà ta giao cho Ejin một nhiệm vụ mới. Đầu tiên là cô tới một quán cà phê. Cô nhận một túi đồ từ một người, sau đó cô thay bộ đồ khác rồi đi ra khỏi quán, lấy một cái vali trong một ngăn tủ ở trạm tàu điện ngầm, sau đó đi tới địa điểm chỉ định. Cô ngước nhìn xung quanh, cô nhớ tới lời hứa cô và Kim Bon từng hứa với nhau. Đột nhiên cô nhận ra điều gì đó, cô quay lưng ra phía sau thì thấy Kim Bon đang đứng đó. Cô như muốn bật khóc, em không nhớ tôi sao? Tôi rất nhớ anh. Cả hai cùng nhau mở chiếc vali, bên trong là nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này hai người cần đóng giả là một cặp vợ chồng. Bên trong còn có một đôi nhẫn, bọn họ liền đeo nó vào tay. Có vẻ như nhiệm vụ lần này khá là dài khi họ cứ phải đóng giả làm vợ chồng như vậy cho đến cuối đời. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu thích bộ phim này. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi được nhiều phim hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!